Lời của Ngài được chép trong Ê-sai đoạn 52 câu 7 rằng bàn chân của những kẻ rao giảng tin lành là tốt đẹp thay. Chúng con cảm ơn Chúa về lời của Chúa nói về những tâm tình giảng đạo của Ngài, giảng tin lành, chia sẻ phúc âm và tin mừng phúc âm, và Chúa gọi đó là những bàn chân tốt đẹp. Con cầu nguyện xin Chúa cho hội thánh có nhiều bàn chân giống như vậy, nhiều bàn chân tốt đẹp đi ra để giảng tin lành, để chia sẻ tin mừng cho nhiều người. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa, xin thúc đẩy chúng con một tinh thần mạnh mẽ đó như điều chúng con cầu nguyện ngày hôm qua. Sáng hôm qua chúng con cầu nguyện, xin Chúa sai con gặt vào trong đồng lúa đang chín, ở trong Matthew đoạn 9 câu 38, và Chúa đã và đang làm điều đó rất nhanh cho hội thánh của Chúa. Xin Chúa thúc đẩy tinh thần này trong dân sự của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, hầu cho cả thành phố này sẽ nghe tin lành của Ngài, cả thành phố này đều sẽ đầy dẫy đạo giáo của Chúa. Cha ơi, chúng con cầu nguyện những điều đã xảy ra cho thời công vụ sứ đồ thì nó cũng sẽ xảy ra cho hội thánh của Chúa ngày nay ở trên đất này. Chúa ơi, xin cho mỗi thành phố, mỗi khu vực điều đầy dẫy đạo giáo của Ngài. Làm sao đạo giáo của Ngài được đầy dẫy nếu như chúng con không nói về đạo của Ngài, nếu như chúng con không làm những dấu kỳ phép lạ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, từ trong phúc âm của Chúa, qua việc truyền bá phúc âm của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa ban ơn để hội thánh của Ngài sống lại, tiếp tục gây dựng, tiếp tục mạnh mẽ mà các cửa âm phủ không thể thắng được hội của Chúa, hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì đấng nghe lời cầu nguyện chúng con để cứu thêm 2 linh hồn nữa vào đêm qua. Chúa đã cho anh Phạm Lưu và chị Thanh Lê vừa đến với Chúa, và Chúa cũng đã vừa cứu vợ của anh Lưu là chị Phúc Nguyễn ở trong Chủ nhật 2 tháng 6 2024 vừa rồi. Và Chúa đã cho anh có cơ hội vài ngày sau cũng tiếp nhận Chúa với lòng vui mừng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa, họ đã vừa bước sang một trang sử của cuộc đời, đó là có Chúa, và thật phước hạnh khi họ đến Hoa Kỳ này và họ có Chúa đồng hành, và họ sẽ thấy được Đức Chúa Trời của chúng con là đấng thành tín với họ là dường nào. Xin Đức Chúa Trời mở những con đường phước hạnh, và chính họ chúng ta những người kẻ làm chứng về danh của Chúa cho những người thân của mình, cho những người bạn của mình. Chúng con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời thật là thành tín, yêu thương chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì đấng lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Cha ơi, sáng hôm nay chúng con cũng tha thiết cầu nguyện, xin Chúa đưa được ông bà anh chị em của chúng con vào trong vòng canh tìm kiếm Chúa, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Xin đưa họ vào trong sự cầu nguyện và kêu cầu Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Phải, Chúa là đấng dẫn đưa đời con. Xin Chúa ban ơn cho chúng con qua bài hát thánh ca này buổi sáng hôm nay, để khích lệ chúng con trên con đường theo Ngài. Chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời thành tín của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện những danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Có cứ Chúa dâng đưa luôn đời tôi, lòng có nên buồn bực lo lối. Hôm nay chính Chúa đêm ngày giáng chăng, tôi nên nghi ngờ lòng Chúa sao. Ngày càng đi đức tin càng đậm sâu, gần bên Chúa cuộc sống thanh cao. Lòng tin cha dấu muôn sự đổi thay, quy không ngoài linh ý nghiêm khuyên. Lòng tin chắc dấu muôn sự đổi thay, quy không ngoài linh ý ban truyền. Có cứu Chúa dâng đưa luôn đời tôi, dầu lối đi nhằm ghen đen tôi. Ban ơn điên giữa cơn rèn thứ tôi, cho mana ngày ngày chẳng thôi. Tuy mệt mê lắm khi chân trượt nghiêng, lòng khao khát thèm nước thiêng liêng. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ vô biên. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền. Có cơ Chúa dâng đưa lương đời tôi, thằng Chúa tôi từ bi vô đối. Nên nên hứa dâng tôi vào nghỉ ngơi, trong thiên cung cực kỳ thanh thơi. Khi hồn tôi thoát ly đời lầm
thang, hương bay bóng vào nước vinh quang, bay ca mới thánh dân cùng hát vang, Chúa đưa vào trong lối tươi sáng, ngày đêm khúc ý tôi nguyện hát vang, Chúa đưa vào trong lối huy hoàng. Có cơ Chúa dâng đưa lương đời tôi, tặc Chúa tôi từ bi vô đối, đến nên hứa dâng tôi vào nghỉ ngơi trong thiên cung cực kỳ thánh thơi. Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than, vụt bay bóng vào nước vinh quang, bài ca mới thánh dâng cùng hát vang, Chúa đưa vào trong lối tươi xa, ngày đêm khúc ý tôi nguyện hát vang, Chúa đưa vào trong lối huy hoàng. Amen, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, có cứu Chúa dẫn đưa cuộc đời của chúng con, và chúng con sẽ không lo sợ gì vì Chúa ở cùng chúng con. Xin Chúa tiếp tục nắm tay chúng con và đi ở trong chặng đường ngày mới này. Xin Chúa ban phước và trả lời lời cầu thay của chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Đời đời vinh quang quy thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh, đấng đã vì thế nhân tội lỗi phó con đồng sanh, là thần nhân Giêsu vì yêu ta đành trên thế, để mở toàn cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về. Ngợi khen Chúa, tiếng Chúa gọi ôi thiết tha. Ngợi khen Chúa, tiếng lòng ta khá vui hoa. Nào người đang tôi khiến lòng mong ước được đôi mới, hãy đến với Giêsu là lòng với Đức Chúa Trời. Ô thờ kỳ diệu thay tình yêu cứu chuộc bởi huyết Chúa rửa ác tâm và phiêu trắng trong đường tuyết. Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu chuộc đổ đôi, tớ khác Giêsu tha tội và cứu sống muôn đời. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, tiếng vui lòng thiết tha. Ngợi khen Chúa, tiếng lòng ta khá vui hoa. Nào người đang tôi khiến lòng mong ước được đôi mới, hãy đến với Giêsu hòa làm hòa với Đức Chúa Trời. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Giêsu đầy nhân ơi, Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay. Đời đời cùng muôn dân lòng ta trang hòa vui sướng, khi thấy vua, thấy Giêsu và cùng Ngài sống ở thiên đàng. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, tiếng vui gọi ôi thiết tha. Ngợi khen Chúa, tiếng lòng ta khá vui hoa. Nào người đang tôi khiến lòng mong ước được đôi mới, hãy đến với Giêsu là vợ với Đức Chúa Trời. Hãy đến với Giêsu là vợ với Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Kính chào bà nội, hôm nay bà nội khỏe không? Nội khỏe. Dạ, chắc là bà nội ngủ ngon ha. Bà nội vô 6 giờ 30 là bà nội. Được trễ lý do là bà nội ngủ quên luôn. Thôi, vậy là quá quá khỏe rồi. Chú cho ngủ ngon là quý lắm luôn rồi đó. Amen, cảm ơn Chúa. Dạ. Hôm nay là bà nội Hallelujah chuẩn bị một bài hát thánh ca để tôn vinh Chúa nha. Bài Amen. Dạ vâng. Rồi. Bây giờ trước khi bà nội Hallelujah hát thánh ca là mời bà nội cầu nguyện Chúa cho truyền thông. Dạ. Bà nội cầu nguyện Chúa cho truyền thông đi. Dạ.
Bà nội cầu nguyện Chúa ban phước cho vấn đề truyền thông. Ngày hôm qua có một tin vui là hôm qua có thêm hai người tin Chúa nữa. Ở trong buổi học kinh thánh của Hội Thánh Vườn Nho thì đó đó cũng là chúng ta cũng rao truyền danh của Chúa ra đó quý vị. Bây giờ chúng ta rao truyền danh Chúa bằng nhiều cách, qua radio, qua phát thanh, qua YouTube, qua qua cái Zoom, ngày hôm qua thì đến trực tiếp, đó cũng là cách truyền thông, phải không ạ? Đây để chiếu cho quý vị xem hình nha. Cảm ơn Chúa, khen Chúa. Đây quý vị, tấm hình mà chiếu lên cho quý vị để chúng ta cùng vui mừng với nhau, ăn mừng với nhau về thông tin này. Đây, đến thăm gia đình của chị Hồng với anh Tịnh tối qua. Thì chị có mời chồng của chị Phúc. Chị Phúc thì tin Chúa hôm Chủ nhật. Chồng của chị Phúc thì bị bệnh nên không đến được với chị. Cho nên hôm qua anh cũng có đến để trong cái buổi gặp gỡ đi thăm vậy thôi. Chị gặp anh ở nhà của chị Hồng, chị mà bằng áo đen đây, và anh Tịnh. Đó thì anh Phúc mà chị một chị nó tên là chị Thanh, là bạn của chị Hồng luôn, bạn của chị Thúy. Chị Thúy thì tin Chúa hôm tháng 11 năm ngoái. Đó quý vị thấy không, những người này toàn là mới tin Chúa không à. Tất cả những người này đều tin Chúa. Người tin Chúa 2 năm, có người mới tin Chúa năm ngoái. Mới đây là chị Hồng áo, chị Phúc áo đỏ. Và rồi chị Thanh thì tin Chúa tháng 10, mới tin Chúa hôm qua. tin Chúa hôm qua. Và anh Lưu. Tất cả đều mới hết quý vị. Thật là vui quá, tạ ơn Chúa. Nên đây là tin mừng cho chúng ta vì họ đến với Chúa, vì khi chúng ta làm chứng, vì sáng hôm nay thì cũng có cầu nguyện Chúa để xin Chúa cho thành phố, khu vực của chúng ta sẽ đầy dẫy đạo giáo của Chúa. Cũng hãy cầu nguyện Chúa cho điều đó. Và muốn mở cái đài nào lên thì cũng nghe phát thanh tin lành ở trong đó. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện Chúa cho các đài phát thanh nữa. Mình lái xe, mình mở nhạc, mình mở thờ phượng lên, mình nghe toàn tiếng Mỹ không à, trong khi mình người Việt Nam. Không thôi mình mở đài phát thanh lên, mình nghe toàn tiếng Mỹ không à, quý vị. Cho nên xin chúng ta cầu nguyện cho điều này. Và xin Chúa hãy ban phước cho, để mà hội thánh của Chúa cũng sớm có được các phương tiện truyền thông để giảng tin lành của Chúa. Chẳng hạn như chúng ta dùng các phương tiện truyền thông này để rao báo tin lành của Ngài ở trong khu vực của chúng ta. Nói chung là mở radio lên thì nghe những cái đài phát thanh tin lành ở trong đó, những lời Chúa hay là thánh ca bằng tiếng Việt. Thánh ca thì không thiếu rồi đó. Hiện nay thì tôi có rất nhiều bản thánh ca, vì tôi có phòng thu âm, có nhiều bản thánh ca trong nhiều năm, cả chục năm làm thì không thiếu những bài hát đâu. Cộng với những bài hát ở quê hương nữa thì không thiếu. Nhưng mà các chương trình phát thanh chúng ta có thể cộng tác với One Way Radio, hay là chúng ta biên soạn những chương trình đó chúng ta phát lại. Quý vị thấy không? Rất là tiện lợi. Sóng phát thanh FM, sóng ngắn. Bởi vì cái FM đó thì cái đài phát thanh, cái tần số của nó thì là sóng sóng ngắn ở trong cái khu vực thôi. Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa để những cái sóng phát thanh đó sẽ được phát thanh ở trong cái khu vực của chúng ta. Nếu mà cái sóng phát thanh đó mà chỉ phát ở trong cái khu vực ở tại Việt Nam thì chỉ phát ở trong thành phố Sài Gòn thôi, hoặc là ở Cà Mau, hay là ở Sóc Trăng, hay là một cái tỉnh nào đó thôi, chứ nó không có phát thanh rộng rãi. Cho nên chúng ta sử dụng những cái chương trình đó để chúng ta dùng ở Hoa Kỳ hay là các tiểu bang thì tuyệt vời lắm quý vị. Đó, đó là một cái nguồn có sẵn mà chúng ta có thể sử dụng được. Cho nên cầu nguyện Chúa để Chúa cho phép thì sẽ có những cái đài phát thanh đó như lòng chúng ta mong ước quý vị. Hãy cầu nguyện cùng với bà nội Hallelujah để dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện buổi sáng hôm nay, là xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái ngọn núi của truyền thông. Và cầu nguyện cho các đài phát thanh ngày hôm nay của tin lành ở khắp các tiểu bang, ở trong một số thành phố khác ở California. Xin Chúa cho có được những cái sóng phát thanh trong những cái giờ vàng nữa quý vị, để mọi người mở lên thì có thể nghe được các đài phát thanh này. Cầu nguyện cho mục sư Nguyễn Thủy ở trong cái chương trình phát thanh tin lành ở California. Ước ao
Gray Arizona chúng ta cũng có nữa. Khi nào? Vâng, chúng ta cầu nguyện Chúa để Chúa mở đường cho chúng ta. Chúa đã phán ở trong Thi Thiên đoạn 19 là các tầng trời rao truyền sự nhân từ của Chúa. Vâng, các tầng trời còn dùng, Chúa còn dùng để bầu trời để giải tỏa công việc tay Chúa nữa mà, phải không ạ? À? Cho nên đó là điều mà Chúa đang làm qua thiên nhiên. Vâng, đó, bà nội thuộc Thi Thiên đoạn 19 câu 1. Cho nên chúng ta hãy cùng với bà nội cầu nguyện giờ này. Kính mời bà nội Hallelujah cầu nguyện cho vấn đề phát thanh của Tin Lành được phát triển. Amen. Những gì đang có thì Chúa sẽ ban phước, tiếp tục gia tăng. Những gì chưa có thì xin Chúa hãy làm thành điều đó cho mỗi chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời bà nội Hallelujah dẫn lời cầu thay giờ này. Dạ. Xin anh chị em chúng ta trong Zoom cầu nguyện hiện giờ đang có mặt cầu nguyện chung với nhau. Tạ ơn Chúa một buổi sáng, Chúa. Một buổi sáng con thấy sự nhân từ của Chúa, ban đêm thì truyền ra sự thần tính của Ngài. Ôi, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều vì mỗi buổi sáng cái giờ tốt nhất là cái giờ chúng con đầu tiên trong ngày, chúng con dâng lên cho Chúa với sự cầu nguyện, lời cầu nguyện thật là phước hạnh cho chúng con. Một sư đông đã cho chúng con có cái Zoom để chúng con tìm kiếm Chúa trước nhất một ngày mới, phải Chúa ơi? Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng con mọi điều khác nữa. Amen. Ôi Chúa, lời của Chúa thật là tuyệt vời cho chúng con. Trước hết chúng con tìm kiếm Chúa, chúng con cầu nguyện cho tất cả vấn đề trong đất nước chúng con, trong gia đình chúng con. Và giờ này chúng con cầu nguyện chung với nhau về vấn đề truyền thông. Ôi Chúa ơi, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này đã sự trí thức cho đêm nọ. Ôi Chúa ơi, chúng con phải hầu việc Chúa bằng mọi cách để đem nhiều người mới về tin Đức Chúa Trời, tin Chúa để được cứu. Chúa ơi, vì một linh hồn quý hơn cả thế gian, xin Chúa ban phước cho các hội thánh, như là chúng con cầu nguyện cho các hội thánh ở Hosanna cũng không có, là còn thánh vườn nho. Chúng con có, sẽ có tài chánh, có đủ nhân lực. Amen. Cảm ơn Chúa. Để chúng con làm cái việc lớn vĩ đại này, như hội thánh Oren đã có từ lâu, tức là có rao truyền tin Chúa trên cái loa phát thanh. Thành ra những người lái xe hay là ở ngoài chợ họ cũng được nghe danh Chúa, và con thấy rất là kết quả tại hội thánh Oren. Tức là có những người tới, họ người là người chưa bao giờ là cơ đốc nhân tại hội thánh Oren, nhưng mà chúng con hỏi là ở đâu họ tới, họ nói họ nghe cái loa phát thanh đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Ôi Chúa, xin Chúa chúc phước để chúng con có đủ, mỗi hội thánh chúng con ở Arizona có đủ tài chánh, có đủ nhân lực để làm lại, để lập ra một cái loa phát thanh Tin Lành. Chúa ơi, có khi họ lái xe, họ đi chợ, họ đi công chuyện, nhưng họ cũng nghe được đến danh của Chúa Giêsu. Chúng con phải rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc này đến, là việc là phải có cái đài phát thanh. Chúa ơi, chúng con phải làm sao? Chúng con chỉ biết là cầu nguyện để một ngày nào đó chúng con có đủ tài chánh, có đủ nhân lực để chúng con mở ra một cái loa phát thanh. Điều mà chúng con ao ước, chúng con hiệp ý dâng lên cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con có thể làm được những việc lớn này. Amen. Đúng, chúng con là những việc lớn và khó đó, nhưng mà Chúa giúp chúng con thì chúng con có thể làm được để cứu nhiều anh chị em chúng con, nhiều người chưa bao giờ biết Chúa tại thành phố Lên Đèo này. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, Chúa lắng nghe và Chúa ban phước cho chúng con. Amen. Phải rao truyền tin Chúa cho đến lúc ngày đến. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Xin Chúa chúc phước cho hội thánh vườn nho Arizona và các hội thánh Arizona có rất là nhiều. Xin Chúa chúc phước để chúng con ao ước, chúng con cầu nguyện và chúng con sẽ có những điều gì mà chúng con mong ước. Chúng con dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện cảm tạ Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng con
dẫn dắt chúng con đi theo đường lối của Chúa. Chúa ơi, Chúa ơi, để chúng con có thể cứu người được, đem nhiều người mới về cho nhà Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con cầu nguyện cho những người mới tại Hội Thánh Arizona, họ mới tin Chúa. Chúa ơi, xin Chúa giữ gìn từ linh hồn một, một linh hồn thì quý hơn cả thế gian. Xin Chúa cho những người mới này họ được có lời Chúa vào lòng họ, và họ giữ lời Chúa, và họ sẽ trung tín gặp Chúa, thờ phượng Chúa cho đến ngày Chúa đến. Chúa cứu những người mới trong Hội Thánh Arizona. Ôi Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, ban ơn cho chúng con, vì Chúa nói là hãy kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ trả lời cho chúng con. Chúa sẽ tỏ cho chúng con những việc lớn, việc khó, là những việc con chưa từng biết, mà chúng con tin Ngài. Và chúng con chỉ biết kêu cầu Chúa, Chúa sẽ đáp lời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, ban cho chúng con hướng lòng về những người hư mất đời đời, để chúng con đem họ về nhà Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa giúp chúng con, ban ơn đổ phước sinh cho chúng con. Con cảm ơn Ngài, và chúng con hết lòng dâng lên Chúa lời hiệp nguyện tạ ơn Cha chúng con. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa về lời cầu nguyện của bà nội Hallelujah. Chúng ta sẽ trở lại trong bài hát này buổi sáng hôm nay. Thật là phước hạnh cho chúng ta qua bài hát mà chúng ta sẽ tôn vinh Chúa Giêsu hằng ở bên tôi. Và có Chúa ban ơn cho chúng ta thì chúng ta sẽ không thiếu thốn gì. Ngài là Đức Chúa Trời trả lời và đáp lời cầu nguyện của chúng ta, quý vị. Vâng, đường đời lắm luôn cha hay bước trong gai, nhằm hồi thứ thánh giữa cơn bi ai, có tiếng quy bao nhạc nhà không thôi. Giêsu hằng ở bên tôi, Giêsu cùng đi suốt đời, tôi không buồn lo thơ thang, biết chẳng có Chúa tôi không bồi hồi. Giêsu thường nhớ đến tôi, luồng sầu sống trên muôn phù che tôi, nguyện đời bóng tôi hãm sông không thôi. Có Chúa tiếp cứ quyết không lo âu, Giêsu nào bỏ tôi đâu. Giêsu cùng đi suốt đà, tôi không buồn lo thơ tha, biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi. Giêsu thương nhớ đến tôi, gặp Ngài tỏa sáng hay đêm u minh, nhằm hồi bối rối hay khi an ninh, chỉ quyết lướt tay ngõ cha quang minh, nương bóng toàn thân quang vinh. Giêsu cùng đi suốt đời, tôi không buồn lo thơ tha, biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi. Giêsu thường nhớ đến tôi, Giêsu cùng đi suốt đời, tôi không buồn lo thơ thang, biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi. Giêsu thường nhớ đến tôi, Giêsu thường nhớ đến tôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng hiệp một với lại Mai Trinh, sẽ mời Mai Trinh cầu nguyện tiếp tục cho việc truyền giáo và việc làm chứng cá nhân chứng đạo của Hội Thánh. À, giờ này Mai Trinh cầu nguyện được không? Ngọc Sư mời Mai Trinh cầu nguyện. Dạ. Yeah. Vâng, cảm ơn Chúa. Vâng, quý vị nhìn lên trên hình ảnh này, quý vị sẽ thấy một cái tin vui. Hồi nãy thì thầy Tịnh vô trễ, cho nên bây giờ đọc lại cho thầy Tịnh nghe. Nhìn thấy cái hình ảnh này nha. Ủa, thầy Tịnh lấy kiếm ra đeo nha. Rồi, đây. Tại nhà của chị Hồng, anh Tịnh tối hôm qua. Chúng tôi đến thăm gia đình này. Và bất ngờ xảy ra, quý vị, cảm ơn Chúa, anh chị Hồng với anh Tịnh đã mời được chồng của chị Phúc đến buổi tối hôm qua, đó quý vị. Rồi bạn của những người này cũng là con lai, là chị Thanh Lê. Chồng của chị Phúc là anh Phạm Lưu, chị Phúc là chị Phúc Nguyễn. Thì anh Phúc và chị Thanh tối hôm qua đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Yeah.
Chúng tôi dự định là sẽ đi thăm viếng tiếp tục trong những ngày tới để đem tất cả những người bạn của các anh chị đến với Chúa Giêsu. Họ nói rằng họ có nhiều bạn con lai lắm từ Việt Nam sang. Và tối hôm qua chúng tôi đã có một cái buổi thông công nói chuyện ấm áp lắm quý vị. Cảm ơn Chúa. Dạ, có thêm hai người tin Chúa nữa. Tổng cộng nâng lên cái con số là 3 người trong tuần này. Tuần này, 2 tháng 6 thì chị Phúc đến với Chúa qua chương trình thờ phượng Chúa. Dạ. Rồi tối hôm qua thì chồng của chị là anh Phạm Phạm Lưu đến với Chúa và dẫn thêm một người bạn nữa là bạn của chị Thúy, cái người áo xanh này, chị Thúy này, thầy Tịnh nhớ không? Chị Thúy nè. Rồi qua chị Thúy mạnh mẽ, vui vẻ, hoạt bát lắm, hỏi thăm từng người một, nói nhớ hội thánh lắm. Và chị nói chị có một quyết định quan trọng, đó là tuần này chị sẽ làm tiếp Chủ nhật và tuần sau chị sẽ xin chủ cho nghỉ luôn thứ bảy Chủ nhật để chị đi nhà thờ. Cảm ơn Chúa. Quý vị, Chúa trả lời cầu nguyện của quý vị rồi. Dạ. Là quý vị thấy những thân hữu này rất là thành tâm quý vị, anh Phúc và chị Thanh. Anh chị anh Phúc là chồng anh Lưu, chồng chị Phúc. Và chị Thanh tối hôm qua thì cũng đến và tiếp nhận Chúa qua cái sứ điệp mình nói ngắn gọn về tình yêu của Chúa và họ trở nên con cái của Chúa tối hôm qua. Thật là vui quý vị ha. Cho nên chúng ta cầu nguyện để có thời gian dạy giáo lý cho họ và ngay và họ sẽ được chịu phép báp têm bằng nước trong những ngày tới, chứ chúng ta không có thả trôi như một số nơi là tin Chúa xong rồi để lâu lắm rồi mới làm phép báp têm là họ bỏ Chúa, họ quên Chúa, họ vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho sự gọi là chăm sóc họ. Và ngày hôm qua nhớ là hình như Mai Trinh cũng có cầu nguyện cho cái câu kinh thánh tinh thần xin Đức Chúa Cha sai chúng ta vào đồng lúa chín vàng. Cảm ơn Chúa và Chúa đã trả lời rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện ở trong Roma, tôi đọc cho quý vị nghe để quý vị được tinh thần được lên. Roma đoạn 10 câu 15, đây là câu kinh thánh nền tảng trích dẫn ở trong Esai đoạn 52 câu 7. Roma đoạn 10 câu 15 có chép như thế này dành cho chúng ta: lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào, như có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Amen. Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Những bàn chân hay là một bàn chân? Những bàn chân. Cho nên tất cả chúng ta đều được sai đi. Và khi chúng ta được sai đi, chúng ta giảng tin lành và đem một người về với Chúa, thì Chúa gọi chúng ta là những bàn chân đẹp, là đẹp, tốt đẹp biết bao. Và tối hôm qua thì chúng ta đã có những bàn chân đẹp đó, đã đem những người bạn của mình đến với Chúa. Cho nên với tinh thần này, Mời Mai Trinh sẽ cầu nguyện cho hội thánh những ngày sắp tới. Sáng nay tôi dùng cái từ khóa là sự bùng nổ của phúc âm. Ở trong thành phố của chúng ta đầy dãy đạo giáo của Chúa. Nói như ông Phaolô, sứ đồ Phaolô và ông bác sĩ Luca đã thuật lại ở trong công vụ sứ đồ, thuật lại cái lời nói của những thầy tế lễ. Họ tức giận khi mà hội thánh đầu tiên thành công và đem nhiều người về với Chúa và nói các ngươi tính làm cho thành phố này đầy dãy đạo giáo đó sao? Có nghĩa là chúng ta làm cho cả thành phố chúng ta đầy dãy đạo giáo tin lành của Chúa Giêsu được không quý vị? Được, cảm ơn Chúa. Bởi tinh thần cầu nguyện này chúng ta sẽ làm được. Xin chúng ta cầu nguyện để Chúa ban ơn cho chúng ta thêm nữa trong những ngày tới này quý vị ơi. Cảm ơn Chúa. Xin Mời Mai Trinh cầu nguyện trên tinh thần của Roma đoạn 10 câu 15 là chúng ta vừa mới nghe đó, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Cảm ơn Chúa. Xin Mời Mai Trinh cầu nguyện ạ. Amen. Hallelujah, là Chúa là cha kính yêu của chúng con. Chơi chúng con cảm tạ Chúa, chúng con lớn tiếng, chúng con ngợi khen Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài là Cha Thánh của chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con nghe được tin tức tốt lành sáng nay. Vì chúng con đã kêu cầu Chúa, chúng con cầu nguyện cho cộng đồng, cho những người chưa biết Chúa, cho những người hư mất. Thì giờ này chúng con nghe được là họ có những anh chị em của chúng con đã tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa cuộc đời của mình, đã thay đổi được
cuộc đời của mình. Và Chúa ơi, lời Chúa nói là những bàn chân của những người tin lành thì thật tốt đẹp biết bao. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho Hội Thánh Vườn Nho tiếp tục bước ra để làm chứng nhân cho Chúa, để tìm những người hư mất, để tìm những con chiên hư mất trở về với Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh của Ngài tiếp tục, Chúa là chủ của mùa gặp, xin Chúa hãy sai con ngợp để mà đem nhiều người đến với Chúa. Và Chúa ơi, Hội Thánh Vườn Nho cũng như chính bản thân con cũng nói với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con xin hãy sai chúng con để chúng con tiếp tục làm công cụ cho công việc của nhà Chúa, để chúng con chia sẻ tin lành, chia sẻ lẽ thật của Chúa cho những người hư mắt nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con xin Chúa cho chúng con thêm lên tấm lòng để mà nhìn thấy nhu cầu của những người chung quanh nữa. Xin Chúa mở đường cho Hội Thánh Chúa để có những cái tấm lòng khao khát để đi ra, để nói về Chúa. Chúa nói là để làm chứng nhân cho Chúa. Chúa ơi, đây là mạng lệnh mà Chúa giao phó cho mỗi đời sống của chúng con là những người con cái của Chúa. Xin Chúa cho chúng con thêm lên cho năng lực của chúng con, thêm lên sức cho chúng con, để rồi chúng con khao khát ham mến để mà bước ra để làm chứng nhân cho Chúa, để vượt qua những thử thách, có những lúc ôi Chúa ơi, những cái công việc chúng con làm có những người họ sẽ lên án chỉ trích, nhưng mà chúng con biết rằng Chúa sẽ cho chúng con vượt qua những cái ngọn núi, những cái khó khăn để mà chúng con bước đi được. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh của Chúa sau những ngày sau rót này sẽ được ơn ở Chúa, cũng như ơn trước mặt mọi người, để tiếp tục công việc của truyền giáo, để được nhiều người sẽ được trở lại ở trong nhà của Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện chúc phước trên những anh chị em của chúng con đã tiếp nhận Chúa. Đây là những hạt giống mới, xin Chúa cho những hạt giống này tiếp tục được đâm chầu phát triển, và một hộp ra 30 và 60, 100, để rồi họ cũng là những người làm chứng cho Chúa, để một có sự tỉnh thức trên Hội Thánh của Chúa. Ôi Chúa ơi, để rồi nhiều người sẽ có sự tỉnh thức, để rồi họ sẽ sống một đời sống yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh của Chúa mạnh mẽ trong quyền năng của lời Chúa, mạnh mẽ trong uy quyền của lời Chúa, để Hội Thánh tiếp tục bước ra để làm chứng nhân cho Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con xin Chúa mỗi ngày cho chúng con khao khát yêu mến những anh chị em của chúng con. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để có nhiều người sẽ đóng góp ở trong cái sự hầu việc Chúa, nhiều người sẽ đi thăm viếng, nhiều người sẽ học lời Chúa, nhiều người sẽ bước vào ở trong sự cầu nguyện để mà cầu thai, là những thầy tế lễ cầu thai cho Hội Thánh của mình nữa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi những người này sẽ ra hoa kết trái, bông trái của Thánh Linh sẽ tiếp tục thêm lên ở trên anh chị em của chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi bông trái của Thánh Linh, trái của sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, trung tính, tư độ, mềm mại và ân tứ của Thánh Linh sẽ được tăng lên trên anh chị em của chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để lời nói khôn ngoan, lời nói tri thức, lời nói tiên tri, ân tứ, đức tin, chữa lành, phép lạ, phân biệt các linh, nói tiếng mới và thông giải tiếng mới nữa, để rồi mọi người sẽ có những ân tứ mà Chúa cho để mà tiếp tục ở trong sự trung tính và bền bỉ ở trong công việc của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để mỗi bước đường, mỗi bước đi của chúng con đều ở trong đường lối của Chúa, ở trong lời của Chúa, để rồi chính lời của Chúa sẽ cho chúng con biết là thật, để giải phóng mỗi cuộc đời của chúng con được đứng vững ở trong Chúa, để bày tỏ tình yêu thương của mình cho tiếp tục cho những người xung quanh, cho những người đồng hương của mình, để rồi chúng con hầu việc của Chúa một cách mạnh mẽ, cho chúng con có một cái tâm tình như Đấng Christ đã có. Ôi Chúa ơi, cho chúng con mặc lấy sự khiêm nhường, mặc lấy sự kính sợ Chúa, để chúng con hầu việc Chúa một cách dễ dàng. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để xin Chúa thêm năng lực cho chúng con trong sự nhạy bén lắng nghe tiếng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi Chúa mỗi buổi sáng Chúa cho chúng con
mà Chúa dạy dỗ chúng con, Chúa ơi, Chúa nói là Chúa sẽ dạy dỗ chúng con giống như học trò, để rồi chúng con có cái lời nói để nâng đỡ những người mệt mỏi, để rồi chúng con không nói những lời trái nghịch, không thối lui, không ngã lòng, mà chúng con bước đi theo Chúa một cách vững mạnh. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con mỗi ngày xin Chúa thêm lên cho chúng con mà lòng trung tín ở trong mỗi công việc mà Chúa giao phó, để rồi chúng con Chúa nói là chúng con trong trung tín trong việc nhỏ thì chúng con sẽ trung tín trong việc lớn. Chúng con cầu nguyện để mỗi ngày chúng con ở trong sự trung tín để xây dựng ở trên lời của Chúa, ở trong sự cầu nguyện, ở trong mọi công việc mà Chúa giao phó cho chúng con. Xin Chúa giúp đỡ để đời sống của mỗi chúng con là những công cụ cho Chúa, để chúng con phục vụ, để mà chúng con hầu việc Chúa với cả tấm lòng của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện chúc phước cho các hội thánh ở trong vùng của chúng con, mà một ngày mới phước hạnh. Chúng con cầu nguyện chúc phước để rồi hội thánh sẽ được đứng vững vàng ở trên lời Chúa, dân sự của Chúa được xây dựng để ham mến lời của Chúa, ham mến lẽ thật, để rồi yêu mến lẽ thật, thì chúng con sống cho Chúa, và chúng con biết vị trí của chúng con như thế nào ở trong Chúa, và chúng con biết cha mình là ai, thì chúng con sẽ sống đẹp lòng cha của mình. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con dâng hội thánh ngày mới phước hạnh lên trong tay của Chúa. Nguyện Chúa ở cùng dẫn dắt và chúc phước cho mỗi chúng con bước đi với Chúa một cách mạnh mẽ vững vàng, được ở trong sự mạnh mẽ của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con dâng hội thánh lên cho Chúa, và chúng con cầu nguyện đặc biệt trên hội thánh Vườn Nho. Chúng con cầu nguyện chúc phước trên hội thánh Vườn Nho sẽ có nhiều anh chị em của chúng con đã bước vào chơi, giống như là lời của mục sư Nhật đã chia sẻ, là giống như hội thánh mà cây tre đã được phát triển, đã được đâm chồng, giờ này đã ra. Ôi Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi hội thánh sẽ tiếp tục phát triển. Cảm và nhiều Chúa. Anh chị em của chúng con đã bước vào ở trong cái sự hầu việc Chúa nữa, không những tin và nhận Chúa để rồi để nhưng mà anh chị em sẽ học ham mến lời của Chúa để rồi hội thánh sẽ được phát triển. Chúng con cầu nguyện cho hội thánh tiếp tục ở trong sự tấn tới ở trong Chúa, và nhiều người sẽ tiếp nhận Chúa. Người Chúa nói Chúa mở thì không ai đóng, và Chúa đóng thì không ai mở, bởi vì Chúa đã mở cho hội thánh Vườn Nho một bước tới, và Chúa thêm người ở trên hội thánh. Con cầu nguyện để hội thánh càng ngày càng có nhiều người sẽ bước vào hội thánh để cùng nhau hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con dâng và hội thánh lên trong tay của Chúa, và chúng con xin hết lòng cầu nguyện nhân Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Mai Trinh. Sẵn đây thì mời Mai Trinh cầu nguyện cho một người rất đặc biệt mà xin Chúa thương, đó là ca sĩ Don Lê. Mai Trinh có biết tin này chưa? Dạ, hồi tối qua mới nhận được từ Tiết Phương đã gửi qua cho em. Dạ. Đúng rồi. Xin chúng ta cầu nguyện Chúa thương. Ngày hôm qua thì khi mà nhìn cái hình này đó, thì mục sư nghi ngờ rồi. Thì khi mà đọc cái dòng tin này đó, cỡ trên cái nhóm người Việt Arizona, thì mới đúng là người mình nghi là đúng. Thì đây là một ca sĩ mà chúng ta cũng biết, thì hơn bao giờ hết thì hơn bao nhiêu người thì ở đây Mai Trinh với lại chị Hoa là người rất là quen và biết người này. Cho nên xin chúng ta cầu nguyện Chúa cho Don Lê. Chúng ta vừa mới cầu nguyện Chúa cho cái kết quả mà Chúa ban cho chúng ta, có thêm 2 linh hồn tiếp nhận Chúa, nhân tổng cộng lên 3 người tin Chúa trong tuần này. Thì bây giờ chúng ta hướng về người anh em này để cầu nguyện. Rất là thương. Vì thì mục sư nghi đây là cái trường hợp bị stroke, là bởi vì hôm Giáng sinh á, thì Don Lê có đến và ở lại rất là lâu, cho đến nửa khuya. Thì chúng ta nhớ trong cái đêm đó hình như cũng có Mai Trinh nữa đó, phải không ạ? Như có chúng ta ở lâu thì gọi lâu. Để cái đêm đó thì Đan Lê mới thổ lộ cái bệnh cao máu của Đan Lê với cái tiểu đường nữa. Thì chúng ta có cầu nguyện cho bạn. Thì không ngờ là cái việc đó nó đến rất nhanh, và trong cái năm nay 6 tháng sau thôi. Cái đó là khoảng tháng 12 của năm ngoái. Thì bây giờ tháng 6 thì mới nghe cái tin này. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót người anh em, và cho trong cái cơn hôn mê thì gặp gỡ Chúa qua cái cơn bão cuộc đời này, thì có sự tỉnh thức để dâng cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời, trở lại với Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, và từ bỏ những cái điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời, dùng tài năng của mình lân dâng lên cho Chúa. Chúng ta thấy yêu thương, thấy thương
thương cho hoàn cảnh của bạn. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót và cứu và cho bạn hồi phục và được sống để mà khỏe mạnh để hầu việc Chúa qua cái cơn hôn mê này. Thì không biết cái tình hình nó như thế nào, nhưng mà đó là cái nghi ngờ thôi. Thì anh em dù cho cái gì, nhưng mà đây là cái hình ảnh để cho chúng ta cầu thay. Và thêm một cái sự dạy dỗ nữa là trong cái ý mà dạy dỗ, cái ý mà nhắn này đó, cái người nhắn này lên á, thì mình đọc được cái điều mà Don Lê đã trải qua. Và cái người nhắn cái dòng tin này làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều. Anh ta nhắn rằng đây là ca sĩ local, ca sĩ địa phương đột ngột bệnh nặng ha. Ai ở Arizona đều biết anh ấy. Đời vô thường là cách nói của cái người theo nhà Phật. Thấy cảnh này thì còn sân si nữa không? Quý vị, những ngày qua thì tôi nghe cái chữ sân si nhiều lắm. Cái này nhắc nhở cho chúng ta đó là cái cơn đột tử nó bất kỳ lúc nào, gọi là đột tử mà. Như sứ điệp mà vừa rồi tôi chia sẻ cho hội thánh, Chúa đến thình lình trong nháy mắt, trong tích tắc, nó còn nhanh hơn nháy mắt của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta cẩn thận trong lời nói hành động của mình. Kinh Thánh là Chúa dạy chúng ta rằng khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, ở trong A-mốt đoạn 2 câu 14, khá sửa soạn. Cho nên trong nháy mắt, trong tích tắc thôi quý vị, nó xảy ra thì không ai có thể ngờ được. Và điều đó đã xảy ra cho ca sĩ Don Lê. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương bạn và Chúa cho bạn được hồi tỉnh và dâng cuộc đời của mình cho Chúa, để mà hầu việc Chúa như là tổ phụ của mình đã và đang hầu việc Chúa. Quý vị, chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương, là Chúa dùng đời sống này qua cái biến cố này. Đây là điều nhắc nhở chúng ta. Phần chúng ta là những người còn sống thì chúng ta cũng khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời. Cái sửa soạn này là cái sửa soạn trong cái đạo đức, trong cái phong cách sống cơ đốc của chúng ta, như lời Chúa nhắc nhở quý vị. Cho nên mỗi người đều phải khai trình việc làm của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là cái tòa án trắng mà ai cũng phải ra khai trình. Đặc biệt cái tòa án mà đoán xét á, thì chúng ta được vượt qua, bởi vì chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta không bị đoán xét như người thế gian. Nhưng cái tòa án trắng là cái tòa án cuối cùng mà tất cả phải khai trình việc làm của mình trước mặt Chúa. Một cái liếc mắt, một cái lời nói sân si, một cái thái độ cử chỉ, nó đều được ghi lại. Và Chúa là đấng sẽ đoán xét điều đó. Chúng ta nói thì dễ lắm, nhưng mà làm thì khó. Xin Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta quý vị. Để rồi chúng ta khi đối diện với Chúa thì chúng ta biết trả lời và khai trình việc làm của mình như thế nào trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho, trả lại cầu nguyện cho Don Lê, để cho người anh em này sớm được gặp gỡ Chúa nha quý vị. Tôi cũng ước ao khi mà bạn còn khỏe trẻ mà tôi mời tới hội thánh nhóm, rồi tạo cơ hội để cho bạn có cơ hội để hát tôn vinh Chúa. Và trong cái cơ hội đó, ít người đọc được cái suy nghĩ của tôi lắm. Thì tôi muốn bạn có cơ hội để trong những bài hát đó đó, nghệ sĩ họ mở lòng họ hát thì cũng mở lòng với Chúa, cố gắng có những dịp tiện để nói về Chúa, nhưng mà có những cái cản trở để rồi bạn không còn đến với Chúa nữa, bạn không còn cơ hội nữa. Cho nên nhiều lắm, bệnh tật rồi yếu tố con người đủ thứ chuyện. Cho nên giờ này chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương và Chúa mở một con đường để cứu bạn, ca sĩ Don Lê. Và giờ này chúng ta hiệp ý với Martin, xin mời Martin dâng lời cầu nguyện. Chúng ta hiệp ý với Martin giờ này. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời thương xót, chậm giận, giàu ơn, đòi ý không xuống tai họa. Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ. Chúa ơi, giờ này chúng con lại tiếp tục ở trong sự kêu cầu Chúa. Chúa nói là hãy kêu cầu Chúa, Chúa sẽ trả lời cho, Chúa sẽ tỏ cho chúng con những việc lớn, những việc khó và những việc mà chúng con chưa từng biết. Chúa ơi, chúng con kêu cầu Chúa cho người anh cũng như người em của chúng con. Chúa ơi, giờ này chúng con nhìn thấy hình ảnh của Don Lê, chúng con thấy được rằng sự
bệnh tật không biết lúc nào Chúa ơi, nhưng mà chúng con biết rằng chúng con là con cái của Chúa thì chúng con ở trong tay của Chúa. Chúa ơi, mà Ngài hứa, lời Chúa hứa là Ngài đã mang sự đau ốm của chúng con, gánh đi sự buồn buồn của chúng con, vì tội lỗi của chúng con mà Chúa bị vết, vì sự gian ác của chúng con mà bị thương, bởi sự sự phạt Ngài chịu mà chúng con được bình an, bởi lằn roi của Ngài mà người anh em của con sẽ được lành. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để người anh em của con được lành, những lằn roi của Chúa mà Dũng sẽ được lành. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi Ngài hứa là Ngài tha thứ các tội ác và chữa lành mọi bệnh tật của Dũng. Ngài sẽ chữa Dũng được lành và rút Dũng ra khỏi cái huyệt. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện người anh em của chúng con sẽ chẳng chết đâu, Dũng sẽ sống để mà truyền bá danh của Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin sự thăm viếng của Chúa. Giờ này chúng con biết rằng Chúa đang ở cùng và Chúa đang dẫn dắt bồng ẩm Dũng và nâng Dũng đi ra khỏi cái giường này, để rồi Dũng sẽ trở lại để mà biết chia sẻ niềm tin của mình. Ôi Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để đây không phải là một cái điều mà chúng con lo lắng đáng sợ, nhưng mà một cái điều mà Dũng sẽ được tỉnh thức và cộng đồng Việt Nam, ôi những người ngoại sẽ biết đến Chúa qua đời sống của người anh em của chúng con, để rồi người anh em của chúng con sẽ trở lại, sẽ biết những cái điều gì sai trật, đều biết lời của Chúa, để rồi sửa lại con đường, những con đường công không của mình. Ôi Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi xin sự thương xót của Chúa, những cái tế bào ở trong trong thân thể của Dũng thì giờ này trong danh Chúa Jesus Christ, mọi chất độc, mọi tế bào ung thư phải được rời khỏi Dũng giờ này, phải bị tiêu diệt, mọi khối u, mọi cái tế viêm nhiễm gì phải được teo lại và nó phải biến mất trong danh của Chúa Jesus Christ, để người anh em của chúng con sẽ trở lại, sẽ tỉnh thức trở lại. Và Chúa ơi, đây là một cái sự tỉnh thức cho Dũng, để rồi Dũng sẽ biết và nói nào mình mới là người là người của Chúa, thì người phải hầu thì Chúa như thế nào. Chúa ơi, người anh em của chúng con không còn đi ở trong cái sự hai hàng nữa. Người anh em của chúng con sẽ không còn đi ở trong sự những cái điều mà trái nghịch với lời của Chúa nữa. Rồi chúng con cầu nguyện để thay đổi những cái tư tưởng của Dũng, không đi sống ở trong cái ý riêng, không đi sống trong con đường riêng của mình nữa, nhưng mà được thay đổi, được Chúa thay đổi. Chúa ơi, giờ này chúng con cầu nguyện để rồi Chúa thay đổi, để rồi Dũng có sự tỉnh thức để Chúa phục hồi, để xây dựng lại cái đời sống của mình, để sống đời sống thánh khiết cho Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện, chúng con nhìn thấy hình ảnh thì chúng con thấy rất là đau lòng khi chúng con thấy người anh em của chúng con ở trong cái hoàn cảnh này. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa thương xót để rồi tỉnh thức. Không phải tỉnh thức một mình Dũng không, nhưng mà tỉnh thức nhiều người ở trong Chúa nữa, những anh chị em của chúng con nữa, biết rằng cuộc đời của mình là cuộc đời sống cho Chúa thì phải thay đổi, phải sống một đời sống thánh khiết, không có đi theo đường lối riêng của mình. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi qua cái sự tỉnh thức này, khi mà Dũng tỉnh lại sẽ thay đổi cái đời sống của mình để mà hầu việc Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện đã có cái sự gắn kết với mục sư Đông, đã cùng với anh em của mình đã chia sẻ. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi Dũng sẽ trở lại, thay đổi một cách hoàn toàn. Amen, amen, hallelujah. Của chúng con sẽ nhìn thấy một người đã có Chúa, đã thật sự có Chúa, đã được Chúa thăm viếng thì cuộc đời sẽ biến đổi, cuộc đời sẽ thay đổi, để rồi người anh em của chúng con trở ra thành một con người mới, một con người đã được Chúa dựng nên mới trong sự công bình của Chúa. Chúa ơi, để rồi người anh em của chúng con sẽ biết cách mà để chia sẻ của mình, không đi theo đường riêng nữa, không tôn thờ những cái tà thần nữa, không tôn thờ những cái điều của con người nữa, mà chỉ tôn thờ một mình Chúa duy nhất là Chúa Giêsu, là Đấng đã cứu cuộc đời của mình ra khỏi. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi xin Chúa cho Dũng được vực dậy, được trở lại, bởi vì Ngài hứa là Ngài sẽ thay đổi. Ngài Chúa là Dũng. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để thay đổi người anh em của chúng con sẽ được Chúa cắt khỏi ra khỏi những giường mình, để cái giường sẽ sửa sổ giường của mình. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi chờ những lần roi của Chúa mà Dũng sẽ được lành bệnh, sẽ đứt ra khỏi. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa, giờ này Chúa đã cho Dũng thông biết Dũng giờ này để nghe những lời kêu cầu của chúng con, kêu cầu cầu nguyện này, để rồi Dũng sẽ được
Dạ, trở lại được Chúa phục hồi, được Chúa thông biến, được Chúa chữa lành. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con nhắc người anh em này là tính tay của Chúa và chúng con sẽ đánh lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Mai Trinh đã đổ lòng và rất là cảm động sáng hôm nay và tin rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Mai Trinh với chị Hoa có kỷ niệm gì về bạn này có thể chia sẻ thêm để chúng ta được biết chúng ta cầu nguyện không? Ngoài cái câu chuyện mà chúng ta được biết rất là ít về bạn này, nhưng mà mục sư thì biết là bạn xuất thân từ một gia đình hầu việc Chúa. Ở trong gia đình thì những người hầu việc Chúa rất là tốt như mục sư Lê Phước Thiện. Ông nội của ông ngoại của bạn này là mục sư Lê Văn Phải. Dạ. Xin mục sư thêm lời cầu nguyện Dũng. Thì thật sự đó, em thời gian sau này khi mà em ra khỏi học thánh cách đây lúc mà còn thanh niên đó thì sinh hoạt với Dũng, nhưng mà sau này thì không có còn thân thiện, nhưng mà Dũng thì nó lại rất là thân với Mai nhà em. Và nó nói giống như là thật sự cái chuyện của Dũng thì giống như ai cũng biết. Và rồi kính mời bà nội Hà Mỹ Gia tôn vinh Chúa bài hát Mọi Đời Sống Hãy Chiếu Giống Hải Đăng. Dạ. Amen. Dạ, xin bà nội xin hát cái bài đó, anh chị em mình cùng hiệp ý như là lời cầu nguyện. Amen. Cái tựa đề của bài hát đó là Hải Chiếu Giống Hải Đăng. Amen. Đó là ca đức cơ đốc nhân mỗi người phải chiếu giống hải đăng. Dạ, bà nội xin phép được hát. Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng, từ lời thánh như vòng đăng sáng. Ngài giao việc ta trong đăng tháp này, hằng đêm chiếu nơi biên trần đây. Mọi đời sống hãy chiếu giống hai đăng, chiếu sáng giữa ba đạo hung ăn. Hầu rồi đường cho bao thủy thủ kìa, vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya. Đời tôi đầy khác chi đêm đen mù, cuồng nợ giống ba đào bao phủ. Nghìn muôn người linh đinh trên biển kìa, ngoan đôi mắt trong tháp đen kìa. Mọi đời sống hai chiêu giống hai đăng, chiêu sáng giữa ba đạo ngăn. Hầu roi đường cho bao thi thú kìa, vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya. Đời ban nhờ đấng hoa tiêu đại quyền, đã toàn thắng ba đạo uy biến. Quyền trong bàn tỏa ra tia sáng thần, thanh đăng phát rồi kẻ trầm luân. Mọi đời sống hai chiêu giống hai đăng, chiêu sáng giữa ba đạo muôn ăn. Hầu rồi đường cho bao thủy thú kìa, vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời tôn vinh Chúa của bà nội Hallelujah qua bài hát Mọi Đời Sống Hãy Chiếu Giống Hải Đăng. Vâng. Amen. Chúng ta vừa mới cầu nguyện xong cho một trường hợp một người bị đột quỵ, có thể gọi là như vậy, ngày hôm qua, vì tôi thấy qua cái hình ảnh đó. Và hơn 6 tháng trước thì trong một đêm Giáng sinh thì chúng tôi có cầu nguyện cho bạn này là ca sĩ Tôn Lê. Thì không biết có phải cái câu chuyện đó nó trùng với lại cái việc những ngày qua chúng ta thấy trên mạng xảy ra, qua cái hình ảnh mà tôi được sưu tầm tôi thấy được. Thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện để cho bạn trở lại với Chúa, để mà thờ phượng Chúa mà dâng đời sống của mình ở trong những ngày còn sống trên đất này, làm sáng danh Ngài như loa lời bài hát Mọi Đời Sống Hãy Chiếu. Nếu mà có đời sống nào đang bị che mờ, đang bị lu mờ, thì xin Chúa chùi cái đèn đó cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa quý vị ha. Cảm ơn bà nội Hallelujah đã hát cái bài hát này như là một cái sứ điệp nhắc nhở chúng ta. Vâng, bây giờ chúng ta tôn vinh Chúa bài hát Quyết Dân. Quyết dân lên cuộc đời với Giê-xu, sống cho vua Giê-xu. Và chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện chúc phước cho việc truyền giáo
cửa sổ 10/40, cầu nguyện Chúa cho 63 quốc gia trong cái khu vực vĩ tuyến 10/40 ở trên quả địa cầu của chúng ta, bao gồm 63 quốc gia và gồm những nước Hồi giáo, những nước thuộc về Đông Nam Á, thuộc về Á Châu, thuộc về Phi Châu, thuộc về Âu Châu, những nước mà còn ở trong cái vùng mà chưa nghe đến tin lành của Chúa. Chúng ta tập trung cầu nguyện để mà những 4,4 tỷ người, 4.4 tỷ người chưa nghe đến phúc âm, chưa tiếp nhận Chúa ở trong cái khu vực này sẽ có cơ hội sớm đến với Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài. Cảm ơn Chúa. Quyết dâng lên cuộc đời với Giêsu, sống cho Vua Giêsu. Quyết dâng lên cuộc đời với Giêsu, chết vì Chúa Giêsu. Chúa ơi, con mong đời vinh quang thiên đàng ở trong tay Ngài luôn. Hallelujah, tôn vinh Giêsu, xin quỳ dưới chân Ngài. Việt Nam xin Chúa phán hưng, quý ước dâng cho thân này. Hallelujah, tôn tuân Ngài. Dẫu sống hay chết, dẫu sống hay chết, nguyện dâng trọn cuộc sống cho Giêsu duy Ngài, chuộc mua hồn linh con. Nguyện dâng lên cuộc đời với Giêsu, xin Chúa phán hưng, nguyện dâng Chúa thân này. Hallelujah, theo chân Ngài. Dẫu sống hay chết, dẫu sống hay chết, nguyện dâng trọn cuộc sống cho Giêsu duy Ngài, chuộc mua hồn con. Việt Nam xin Chúa phán hưng, nguyện dâng Chúa thân này. Hallelujah, tôn thần Ngài. Dẫu sống hay chết, dẫu sống Giêsu duy Ngài, chuộc mua hồn linh con. Nghĩa dâng trọn cuộc sống cho Giêsu duy Ngài, chuộc mua hồn linh con. Amen. Cảm ơn Chúa. Nguyện cho lời này, nguyện cho lời của bài hát này đánh động vào linh hồn chúng ta, tâm tình của chúng ta ở trong sự kêu gọi của Chúa, như là chúng ta cầu nguyện trong tinh thần của Roma đoạn 10 câu 15, bàn chân của những kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp thay. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta bước sang phần cầu nguyện cho các quốc gia nằm trong khung cửa sổ 10/40. Chúng ta cầu nguyện cho 4,4 tỷ người trong cái 63 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, các nước ở Phi Châu, các nước Đông Âu. Thì trên cái bản đồ mà tôi đã chiếu cho quý vị phân bố qua cái chương trình cầu nguyện này để cho chúng ta thấy một cái tình hình để mà chúng ta cái sơ đồ để chúng ta hiểu được. Đây quý vị thấy cái bản đồ cái khung cửa sổ
tưởng tượng trên cái quả địa cầu, nếu như chúng ta trải dài nó ra thành một cái mặt phẳng, thì thế giới nó trên cái mặt phẳng như thế này, thì cái vĩ tuyến 10 vĩ độ, 10 vĩ độ nam, 10 vĩ độ bắc, 40 vĩ độ bắc và 10 vĩ độ nam. Dạ. Thì trên cái khung cửa sổ này đó, nó có hình thành lên năm cái nhóm, cái cộng đồng mà đi theo cái niềm tin của họ, riêng của họ. Thì họ phân bố cũng hay quý vị. Ví dụ như Phật giáo thì họ tập trung ở châu Á, ở Đông Nam Á nhiều, và nó chiếm khoảng 600 tới 800 triệu người Phật tử, đó, quý vị thấy không? Việt Nam chiếm rất là đông. Nhưng mà nói gì nói chứ 60% dân số Việt Nam vẫn là cái con số tự nhận là không có tôn giáo, quý vị ha. Rồi đến Hindu, Hindu thì nó từ ở phía Nam Á, thì từ Ấn Độ nó cũng phát triển đến các nước như là Miến Điện. Việt Nam cũng có đạo Bà La Môn, Ấn giáo, Mã Lai, Mã Lai ảnh hưởng rất rất nhiều về Hindu, và chiếm cái con số thứ đông, thứ hình như là thứ tư trên thế giới đó quý vị, sau Hồi giáo. Sau Hồi giáo. Rồi Hồi giáo đây, Hồi giáo thì nó nằm ở phía Trung Đông, ở bên Trung Đông. Quý vị nhìn lên cái sơ đồ này, chúng ta hình thành lên năm cái tôn giáo. Tại sao ở đây thì nó đến đa thần giáo nè, Animist, thì nó tập trung ở Phi Châu nhiều. Cái gì họ cũng thờ, họ thờ linh vật. Linh vật là những cái vật mà họ cầm lên, họ biết là có linh hồn trong đó, thì họ thờ. Thành ra là ở Phi Châu rất nhiều thần tượng bùa ngải, quý vị không? Rồi tại sao mình gọi là atheist, là những người vô thần ở đây á, cũng gọi vô chung cái nhóm này. Chúng ta lưu ý là bởi vì họ không có thờ ai hết, họ bị dẫn dụ là không có Đức Chúa Trời luôn, và cũng không có ma quỷ luôn. Con người sống vậy là chết là hết, cho nên họ sống cực kỳ buông thả và gian ác. Cái chủ nghĩa cộng sản đó thì cũng là cái chủ nghĩa vô thần, quý vị thấy không? Cho nên là cái tư tưởng này nó làm cho con người sống không có đạo đức, nó sống bất chấp, vô đạo đức. Cho nên họ nói rằng không có ai mà thấy họ hết, họ cứ làm, họ cứ vơ vét, họ cứ sống như vậy ích kỷ. Cho nên họ không có biết thờ phượng Đức Chúa Trời và sống không có trên dưới, chết là hết. Cho nên bây giờ sống và hưởng thụ. Cái vấn đề mà đồng tính luyến ái mà đang xảy ra tại Hoa Kỳ, nó trở thành một cái hiện tượng của xã hội luôn cho đến ngày hôm nay, là cùng từ phát xuất từ cái chủ nghĩa này nè. Quý vị thấy không? Thì nói là vô thần chứ thật ra đó, họ đang theo một cái lý tưởng, cái lý tưởng, cái chủ nghĩa của Marxist. Thì đó cũng là một loại thần tượng mà họ không công nhận, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời thì đó là một loại hình tượng. Họ nói họ không có tin vào thần nữa, nhưng mà họ đang tin vào lý tưởng của họ. Họ đang thờ một con người, họ chỉ từ cho nó, họ từ chối cái điều đó, nhưng mà thật ra họ đang theo một cái chủ nghĩa, một cái lý tưởng. Thành ra nói gì nói thì những người vô thần cũng đang đi theo một cái lý tưởng, một cái đối tượng thần tượng của họ, là cái lý tưởng của họ đó. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho 4.4 tỷ người ở trong cái khu vực này. Bây giờ còn có thể đông hơn nữa, vì dân số phát triển mỗi năm mỗi cao. Cho nên chúng ta trở lại trong cái sự cầu nguyện cho khu vực cửa sổ 10.40. Quý vị thấy điều này cần thiết không? Mỗi lần mà cầu nguyện mỗi buổi sáng thì chúng ta được nhắc lại những điều này, mà chúng ta làm theo tinh thần của Esai đoạn 21 câu 6, phải không ạ? Hãy đi thiết lập vọng canh, thấy điều chi thì báo. Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa cho những gì mà chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta được nhắc tới, để chúng ta thêm cái gánh nặng để chúng ta cầu thay cho họ. Cái chủ nghĩa vô thần này trong những nước có cái tỷ lệ mà theo chủ nghĩa xã hội cao như là Trung Cộng, rồi Cuba, Bắc Hàn, Lào và Việt Nam. Mặc dù chúng ta thấy nó tập trung ở Đông Âu, cái nôi của phong trào, cái nôi của cái thuyết này thì nằm ở châu Âu, nhưng mà nó ảnh hưởng toàn thế giới, và trong đó có những cái nước theo cái chủ nghĩa này vô thần. Quý vị, trở lại Việt Nam chúng ta thì 60% tự nhận mình là
không có tôn giáo, tức là thờ ông bà thôi, nhưng mà đó cũng là một cái tôn giáo đối với họ, phải không ạ? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa mở lòng của họ. Đó, rồi đây là tôi chiếu cho quý vị xem các tôn giáo chiếm đa số trên thế giới hiện nay. Cơ đốc giáo chiếm 30% trên tổng dân số thế giới, 25% Hồi giáo chiếm 25%, và phát triển rất nhanh. Thật là đáng báo động, phải không ạ? Hồi giáo sắp bằng Cơ đốc giáo rồi. Hồi giáo sẽ là một trong những cái đòn sốc, những cái sự bắt bớ lớn nhất đối với Cơ đốc giáo trong những năm, những ngày cuối cùng của thế giới này. Là phát triển tới 25% rồi. Và họ dự tính là sẽ quét sạch Cơ đốc giáo, Do Thái giáo khỏi quả địa cầu này. Rồi vô thần chiếm 15% thôi. Hindu tôi chưa có con số. Phật giáo là 6%, 6.6%. Và các tôn giáo dân gian chiếm 5.6%. Cho nên chúng ta cộng lại, chúng ta trừ ra thì nó ra Hindu, phải không ạ? Thì chúng ta cầu nguyện Chúa cho việc truyền giáo. Cảm ơn Chúa, như tôi đã thông báo cho quý vị tin vui hôm nay sáng sớm, là tối hôm qua ở trong cái việc thăm viếng của Hội Thánh thì Chúa đã cứu thêm 2 người nữa vào trong nhà của Chúa. Thì đây tấm hình này, chúng ta được khích lệ rất nhiều, bởi vì trong tuần này chúng ta có 3 người đến với Chúa. Vậy công việc dạy đề gia đạo sẽ tiếp tục trong những ngày tới, để những người này sẽ chịu phép bắt thêm, quý vị ha. Cầu nguyện cho anh Nathan, cầu nguyện cho anh Huân, cũng là cộng lại được 4 người. Chị Thanh là người thứ 5. Đặc biệt chị Thanh á, thì chị đã đi nhà thờ, một cái nhà thờ địa phương ở tại Phoenix, ở trên đường 43 với Indian School. Nhưng mà chị đi nhà thờ đó được 5 tháng rồi, nhưng mà chưa có ai nói về Chúa cho chị, và chưa ai kêu gọi chị đến với Chúa. Hôm qua thì tôi cũng bất ngờ khi mà biết được điều đó, nhưng mà không sao. Tôi nói chị đi đâu, chị nhóm thì cũng là cái chỗ nhóm của chị, phải đến đó chị thờ phượng thôi. Nhưng mà khi mà chị tin Chúa đó, thì tất cả chúng tôi đều thờ phượng một Chúa. Cho nên chúng tôi sẽ chúc mừng chị. Ở cái hội thánh mà chị đến nhóm cũng sẽ chúc mừng chị. Bởi vì có thể là họ nói về Chúa rồi, chị chưa có nghe, chị chưa có dịp. Thì đây là cơ hội để chị tiếp nhận Chúa. Chị trở nên con cái của Chúa, và chị có thể đi bất kỳ nơi nào, chị vào nhà thờ, chị cũng là đều tìm được một mái ấm ở đó. Chị được gọi là người nhà của Đức Chúa Trời, như Ephesos đoạn 2 câu 19. Thành ra chị an tâm. Thì qua chị tiếp nhận Chúa rất nhanh chóng và dễ dàng. Chị Thanh. Amen. Thanh Lê. Thanh Lê. Và anh Phạm Lưu. Anh Phạm Lưu là chồng của chị Phúc. Đó. Thành ra chúng ta nhớ đến những người này, chúng ta cầu nguyện để những ngày tới này thì họ sẽ chịu phép báp têm, được học lời Chúa, chịu phép báp têm. Chị Thúy nữa, tối hôm qua chị cũng đến. Ở đây chúng ta thấy sơ sơ là 4 người rồi, phải không ạ? Cộng thêm anh Huân với anh Nathan thì sẽ có 6 người sẽ chịu phép báp têm. Chúng ta cầu nguyện làm sao mà để 100% tín hữu trong hội thánh tin và chịu phép báp têm, như lời Chúa chép trong sách Phúc Âm Mát đoạn 16 câu 16. Hãy những ai tin và chịu phép báp têm thì được rỗi, chứ không phải tin không được rỗi đâu, tin và chịu phép báp têm. Mà chúng ta cũng hiểu là phép báp têm là gì rồi, là sự công bố rằng tôi đã đồng chết và đồng sống lại với Chúa. Đó không phải là hình thức rửa tội, mà là sự biến đổi từ bên trong ra bên ngoài, sự công nhận rằng mình đã chết với Chúa và mình sống lại một con người mới hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Phép báp têm nó nói lên điều đó, là truyền của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với sự cầu nguyện cho sự truyền giáo cho cộng đồng người Việt Nam ở Việt Nam, ở quê hương và ở tại Hoa Kỳ. Rồi chúng ta cầu nguyện Chúa cho, trở lại với vấn đề cầu nguyện cho cầu nguyện xuyên cửa sổ, cầu nguyện cho việc phát kinh thánh,
cầu nguyện cho việc cứu tế giúp đỡ, tại có những giáo phái hệ phái họ 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 chú trọng về vấn đề cứu tế rất là được được phước. Và hôm qua tôi có nhắc đến lý do mà những người con lai này đến Mỹ là cũng do một trong những cái hội của Tin Lành đã báo lãnh họ sang. Họ ngỡ ngàng quý vị, bởi vì những người làm ơn cho họ, họ không biết tại sao, không biết là ai. Nhưng mà ngày hôm qua thì tôi có dịp thì tôi nói với họ tại sao những người này tốt vậy, tại sao những cái hội Lutheran, những cái hội trưởng lão vân vân, mà một trong những cái hội đó lại đứng ra bảo lãnh cho quý vị, làm cho quý vị giấy tờ để cho quý vị có cơ hội để về với cái đất cha, những cái đất mà của cha anh của quý vị. Quý vị biết cha anh quý vị là ai không? Quý vị biết ai là đấng mà tạo dựng nên cha anh của quý vị không? Mà tôi đã bắt đầu câu chuyện đó trong cái phần làm chứng tối hôm qua. Và những người này cảm động và tiếp nhận Chúa Giêsu sau khi tôi khải đạo cho họ và mời họ đến với Chúa Giêsu. Đó, thành ra chúng ta cầu nguyện Chúa bởi vì những cái người này là những người tin lành, những người tin Chúa Giêsu, và họ được biến đổi và làm những điều thiện, những điều tốt, và chỉ có Chúa mới làm điều đó thôi. Quý vị trở nên con cái của Chúa thì quý vị cùng nên trong một đức tin với những người đã cứu giúp quý vị, đã làm ơn cho quý vị. Cảm ơn Chúa về điều này. Vâng, bây giờ chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện để cho đạo của Chúa phải làm sao phải đầy dẫy trong thành phố của chúng ta, giống như điều tôi đã khuyên tất cả chúng ta sáng hôm nay ở trong công vụ đoạn 5 của 28. Và những cái người thầy tế lễ rất là lo sợ, những thầy Pharisee và thầy thông giáo rất là lo sợ trong hội thánh đầu tiên lúc bây giờ đã làm cho đạo giáo của Chúa đầy dẫy cái thành Jerusalem. Chúng ta có thể làm được việc đó không? Chúng ta làm việc đó được không quý vị? Cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng ta để cho đạo giáo của Chúa đầy dẫy ở thành phố, ở khu phố chúng ta, khu vực chúng ta, và càng ngày càng có nhiều người đến với Chúa qua sự truyền đạo của hội thánh Ngài. Amen, cảm ơn Chúa. Vâng, chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Amen. Amen, cảm ơn Chúa quý vị đến với Chúa và cầu nguyện giờ này trong tinh thần cầu nguyện cho khu vực cửa sổ 10/40, cầu nguyện cho dân cư trong thành phố chúng ta, cho những người Việt Nam, cho cộng đồng Việt Nam nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung, 63 quốc gia ở khu vực cửa sổ 10/40. Xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Trời, sáng hôm nay chúng con đến với Ngài và thiết tha kêu cầu Đức Chúa Trời về cái tình hình thế giới ngày hôm nay. Thế giới đã đạt đến ngưỡng 8 tỷ người trên toàn cầu. Chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài nhớ tới rất nhiều những người cần phải nghe phúc âm của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng con có cơ hội để nói về Chúa cho rất ít người trong những ngày qua. Và chúng con cầu nguyện xin Chúa cho rất nhiều người nghe tin lành hơn trong những ngày tới. Chúa ơi, xin ban ơn để chúng con phát triển công việc của Ngài, không chỉ lúc chúng con nhỏ mà chúng con có tinh thần truyền đạo, đẩy mạnh công việc truyền giáo, mà chúng con đông đúc rồi chúng con vẫn không quên làm điều đó cho đến khi cả thành phố chúng con đầy dẫy đạo giáo của Ngài, như công vụ đoạn 5 câu 28 có chép. Chúa ơi, xin Chúa cho cả thành phố của chúng con đầy dẫy đạo giáo của Ngài. Ngài có thể làm điều đó được như thời công vụ sứ đồ 2000 năm trước. Xin Đức Chúa Trời ban ơn và sức dầu cho chúng con. Xin Chúa đầy ơn của Ngài trên mọi chúng con. Trời ơi, Ngài nhớ đến tổ chức cầu nguyện 10/40, bỏ thống kê cho chúng con biết được Cơ Đốc giáo đã chiếm 30%, nhưng con số đó vẫn còn rất ít. Con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho 30% này nhích lên 50%. Nếu điều này xảy ra thì chúng con biết được rằng phần nửa dân số thế giới này, trên 4 tỷ người sẽ nghe tin lành, chứ không phải là 2,3 tỷ người hay là 2,7 tỷ người được nghe phúc âm của Ngài. Vì chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài cho con số lên tới 4 tỷ người và sẽ tiếp tục tăng lên. Nghĩa là biên giới của sự tối tăm sẽ bị thu hẹp lại, địa ngục sẽ bị thu hẹp lại. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh, ban quyền năng cho hội thánh của Ngài, ban ơn cho chúng con để chúng con chỉ biết làm một điều, đó là quên những sự ở đằng sau mà bươn tới những sự đằng trước. Chúng con dịp giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng con. Chúa ơi, sau hôm nay chúng con có cầu nguyện cho một ca sĩ đang rơi vào tình trạng hôn mê. Vâng, Chúa đến rất thình lình, Ngài là đấng cầm quyền ban hơi sống cho loài người và có thể lấy lại bất kỳ lúc nào. Chúa ơi, và sự đến của Ngài thần linh trong tích tắc, trong nháy mắt,
mà con người chúng con nếu không chuẩn bị thì không ai có thể thoát khỏi, có thể vượt khỏi số phận của mình khi đến thời điểm của Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện cho chúng con có sự tỉnh thức đó ngày hôm nay. Chúng con quên những sự đằng sau mà bươn tới những sự đằng trước. Chúng con giật giải và sự kêu gọi, nhắm mục đích mà chạy và giật lấy sự kêu gọi của Đức Chúa Trời ở trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Bởi nhân danh Chúa Jesus Christ, xin Chúa mặc cho chúng con tinh thần truyền giáo mạnh mẽ. Chúa ơi, công việc Chúa còn lớn lắm, còn nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện cho các hội truyền giáo, cầu nguyện cho hội thánh của Ngài ở trong cái khu vực 10/40, khu vực cửa sổ vĩ tuyến 10 vĩ độ bắc, 40 vĩ độ bắc và 10 vĩ độ nam. Chúng con cầu nguyện Chúa cho 4.4 tỷ người nghe phúc âm của Chúa trở lại cùng Ngài. Trong số 4.4 tỷ người, những người này 4.4 tỷ người này có người ở hai cái quốc gia lớn nhất, đông dân nhất, đó là Ấn Độ và Trung Hoa. Con xin Chúa thương xót và cứu họ, cho họ có cơ hội để nghe phúc âm của Ngài. Con cầu nguyện cho chủ nghĩa vô thần trở lại với Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện cho chủ nghĩa vô thần để mở lòng, để không còn vô thần nữa, để tất cả những người này trở lại cùng Đức Chúa Trời. Trong đó có Ấn, trong đó có Cuba, đó, trong đó có Lào, có Việt Nam, có Trung Hoa, có Bắc Hàn và Venezuela ở Nam Mỹ. Còn những cái quốc gia như vậy, chúng con cầu nguyện xin Chúa thương và đem họ trở lại cùng Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện cho hội thánh ở Trung Hoa có hơn 100 triệu tín đồ. Chúa ơi, Ngài là đứng cường nghe lời cầu nguyện của họ. Họ có hơn 100 triệu tín đồ, đông tín hữu nhất trên thế giới này. Cũng là một đất nước vô thần, cũng là một đất nước không có tin vào Đức Chúa Trời, nhưng có 100 triệu người đã được lựa chọn. Con cầu nguyện cho 100 triệu tín đồ này để họ tiếp tục truyền bá đạo của Ngài ra khắp đất nước Trung Hoa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chú nhớ đến những vùng bị bắt bớ, chú nhớ đến những cái quốc gia Hồi giáo có những tín hữu đang bị bắt bớ, nhà họ bị đốt, đền thờ bị giật sập, dân sự Chúa phải vào rừng để nhóm, và Chúa vào trong các hang động để thờ phượng Ngài. Nhưng Chúa để những điều đó xảy ra để dân sự của Ngài trải qua một sự thử thách, để đạo của Ngài tiếp tục được phát triển. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời, con đường lối của Ngài thật là cao siêu, chúng con không thể dò lường, không thể biết được. Nhưng xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Ngài trong lúc này, cho hội thánh của Ngài được mạnh mẽ, được phát triển. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu nguyện cho Kinh Thánh trao tay từng nhà, con cầu nguyện cho những bước chân của những nhà truyền giáo đi khắp nơi ở trên quả địa cầu này để giảng Tin Lành. Chúa ơi, những nhà truyền giáo đi vào những nơi nguy hiểm, trong khi chỉ chưa tới 10% lượng giáo sĩ có thể đi vào những cái vùng đất nguy hiểm, và họ gặp nhiều khó khăn ở tại đó. Chúa ơi, con cùng cho gia đình, con cái của họ ở trong cánh đồng truyền giáo, xin Chúa bảo vệ họ. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa bảo vệ họ, không cầu nguyện Chúa cất đi những hoạn nạn, những thử thách, nhưng con cầu nguyện Chúa bảo vệ họ khỏi những điều đó. Xin Chúa bảo vệ họ để vượt qua những điều đó, để biết được Đức Chúa Trời chúng con, ở Đức Chúa Trời quyền năng, ở Đức Chúa Trời thương, yêu thương và bảo vệ họ trên những bước đường họ đi. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa cũng nhớ đến những cái chương trình truyền giảng ở tại Bắc Mỹ. Ôi Chúa ơi, trong những năm qua con chưa nghe đến những chương trình truyền giảng sau cái ở sau cái Covid, thì không còn những cái cuộc truyền giảng rộng lớn như chúng con nghe ở tại Bắc Hàn, ở tại Nam Hàn, qua những cái chương trình truyền giảng của mục sư, cố mục sư Choi Young-gi, của cố mục sư Billy Graham của thế kỷ 20, và chưa có những cái cuộc truyền giảng, chưa có những cái chiến dịch giảng Tin Lành rộng lớn đáng kể của thế kỷ 21. Vì vậy con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời, Ngài chuẩn bị một dân sẵn lòng. Chúa ơi, để có những cuộc truyền giảng lớn cứu hàng triệu người. Con cũng nhớ đến thế kỷ 20 là thế kỷ mà Chúa cứu 50 triệu người ở trong đời, trong cuộc đời của mục sư Bonnke. Chúa ơi, có nhiều người được chữa lành, có nhiều nguyên thủ quốc gia đã tin nhận Chúa Giêsu, và những người tướng lãnh này đã qua đời, đã về với Chúa. Và chúng con, Chúa thấy một những người vĩ đại mà Chúa đưa họ để trở nên những người tiếp tục
tục công việc này. Những Chúa đã dùng trong cái chương trình của Ngài những con, những tín hữu, những là mảnh đời, những cuộc đời để âm thầm hầu việc Đức Chúa Trời. Con xin Đức Chúa Trời ban ơn và xếp dầu trên chúng con nhiều hơn nữa. Xin Chúa sử dụng chúng con và dùng chúng con cho công việc của Ngài. Xin cho chúng con đi đến các thành, các làng để giảng tin lành. Và Chúa Giêsu đã để lại cho chúng con một tấm gương để chúng con giảng tin lành. Trời ơi, chúng con nhớ đến Việt Nam chúng con. Chúa ơi, nhớ đến các cơ sở cai nghiện, đến các cơ sở giải cứu cơ đốc. Xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện chúng con và ban ơn cho các cơ sở này. Họ thâm thầm họ làm việc, dù không có giấy phép, dù không có được những quyền tự do, nhưng chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót và mở đường cho. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài mở đường cho. Chúa ơi, để rồi những người lãnh đạo này và các trung tâm này sớm có được giấy phép để hoạt động được tự do hơn ở tại Việt Nam. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con cầu nguyện Chúa cho công việc của Chúa được phát triển, nhiều người được nghe tin lành của Ngài trong những ngày tới, và đặc biệt hội thánh của Chúa ở tại Arizona nữa. Xin Chúa cho dân sự của Ngài tỉnh thức, và chúng con luôn luôn truyền đạo, chúng con có tinh thần công bố phúc âm của Ngài cho nhiều người. Chúng con nói về Chúa cho nhiều người. Chúng con không ở trong chỗ an toàn, chỗ thân quen của chúng con, nhưng chúng con sẽ bước ra khỏi đó. Chúng con sẽ dạng dĩ để công bố phúc âm của Ngài cho nhiều người khi họ sẵn lòng và đồng lòng để nghe tin lành của Chúa. Xin giúp đỡ chúng con, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện Chúa xin ban ơn cho hội thánh của Ngài để cất đi sự xấu hổ, cất đi sự nhút nhát và ban cho chúng con sự mạnh mẽ. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và khen Chúa vì đến nghe lời cầu nguyện của chúng con ngày hôm nay. Chúa ơi, con cầu nguyện cho miền Tây Việt Nam, cũng cho chúc phước cho hội thánh của Ngài. Cầu nguyện cho 20 triệu người Việt Nam ở miền Tây sông nước, họ đang đối diện với cơn khát. Và trong những ngày sắp tới, khi kênh Phù Nam ở tại Campuchia được xây dựng lên, thì miền Nam sẽ bị nhiễm mặn, miền Tây sẽ thiếu nước. Chúng con cầu nguyện xin Chúa can thiệp, ngày nhớ đến đồng bằng sông Cửu Long. Chúa ơi, vì Việt Nam sẽ bị đói, bị thiếu. Chúng con cầu nguyện xin Chúa thương xót một dân tộc để họ biết cầu nguyện, để Đức Chúa Trời có thể thay đổi lòng của các vua thế nào. Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con cầu nguyện Chúa cho đất nước Việt Nam chúng con, cho những người lãnh đạo nữa. Xin Đức Chúa Trời thương thương xót những người lãnh đạo, cho có cơ hội để trở lại, để biết kính sợ, để biết lắng nghe Chúa, trở lại với Đức Chúa Trời chúng con. Chúa ơi, để thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con xin dâng mọi sự chúng ta Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Để thay đổi không khí thì sau hôm nay chúng ta sẽ nghe cháu Vinny cầu nguyện quý vị. Vinny. Chào Vinny. Vinny mở microphone để chào mọi người quý vị. Vinny ha. Dạ con. Đó, Vinny là lúc nào cũng sẵn lòng quý vị ha. Quý vị rất là bận, nhiều khi quý vị đang lái xe, quý vị đang nấu ăn, quý vị đang chuẩn bị cho một ngày mới, thì chúng ta có thể lắng nghe lời cầu nguyện của nhau. Mà quý vị tắt micro như vậy thì quý vị rất là bận rộn, quý vị đang cầu nguyện ở trong cái hoàn cảnh của quý vị cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà ở đây thì có những người luôn sẵn lòng, mà tôi cũng có thể mời quý vị, nếu quý vị có thể cầu nguyện được á, quý vị cho một cái signal, chẳng hạn như quý vị raise hand lên nè, đưa tay lên bằng tay vàng của quý vị, rồi quý vị tắt microphone để chúng tôi mới biết là quý vị sẵn lòng cầu nguyện, hay quý vị viết cái tin đề nghị cho tôi được cầu nguyện trong cái thông tin này, thì đó là cái cơ hội để cho chúng ta có thể tham gia, chứ không chỉ chúng ta lắng nghe người khác cầu nguyện. Chỉ nhắc như vậy để quý vị có thể tham gia cái sự cầu nguyện chung của hội thánh. Bây giờ thì chúng ta cùng cầu nguyện với một chàng trai lúc nào cũng sẵn lòng được mời cầu nguyện, và cầu nguyện rất ngắn nữa, đó là Vinny. Mục sư mời Vinny cầu nguyện nha. Vinny cầu nguyện cho mục sư ngày mai, mục sư giảng cho hội thánh Vườn Nho ở Việt Nam. Chúa ban ơn cho mục sư ha. Cầu nguyện cho hội thánh nhóm mà Chủ Nhật, Chúa ban phước cho mục sư Nam. Rồi. Mục sư giảng cho hội thánh Vườn Nho ở Việt Nam. Đó. Vườn Nho. Con nhóm không? Con nhóm thì con nhóm lúc 10 giờ đêm con nhóm nổi không? Dạ nổi chứ. Nổi hả? 10 giờ đêm. 10 giờ đêm bên con nhóm nổi hả? Để cho con kia. Được không chứ? Được, giỏi. Rồi cầu nguyện cho mục sư của con là mục sư Quế. Đó, nhắc một cầu nguyện cho mục sư Quế nè. Mục sư Quế được ơn nè, để lãnh đạo hội thánh. Ông bà mục sư luôn. Rồi cầu nguyện cho mục sư Hùng, mục sư Trần Anh Hùng được ơn. Sáng mai mục sư Hùng sẽ giảng cho sống tình yêu. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình bí với
Vé cháu Vinh đi nha. Mà chiến binh cầu nguyện này cầu nguyện với chúng ta. Chứ là Giê-xu là đại yêu của tụi con. Giờ đây con đem vô tư trực sản. Tàn tin của giờ được lo lắm. Xin đưa cho ông Dương Đông Yaman được tiết sở lời của tôi được đại giả tư tất lên. Amen. Cho ôi đất vô nhỏ giờ tay nó mà của tôi. Xin đưa cho bầm dưới từ tay nó mà của tôi. Xin đưa cho ông Dương Tâm Hồn Yaman cho ông Dương Tâm Hồn tiết sở lời của tôi. Đâm em yêu tâm sống đi nữa. Xin đưa tư bài tình tới này được ông dư dung hoàn tâm được tư sẻ ở tâm. Amen. Sống đi nữa. Amen. 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 Cảm ơn con nha. Cảm ơn Vinny. Xin ban phước cho con. Con muốn vọng canh cầu nguyện cái gì cho con? Để vọng canh cầu nguyện cho gia đình của con nè. Đưa con vì cái sinh dịp bình an. Đưa con đi ảnh dịp bình an. Vậy là con mới tốt nghiệp với lớp 12 ha. Dạ. Đó, vậy bây giờ là thanh niên Vinny rồi, đâm không còn là thiếu nhi, không còn là thiếu niên nữa, là thanh niên rồi ha. Rồi Chúa cho có sự khôn ngoan trí nhớ, Chúa cho lưỡi nói thông thả, Chúa cho đi đứng bình thường, không có phải dùng sự trợ giúp của xe đẩy nữa ha. Thanh niên Vinny học sinh trung học thì tốt nghiệp là đẩy xe, nhưng mà tốt nghiệp đại học thì đi đứng vững vàng, thấy không? Không còn sự hỗ trợ của xe nữa. Cảm ơn Chúa, chúng ta hiệp ý với cháu và chúng ta cầu nguyện nha. Cảm ơn Chúa vì Ngài có lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con ở trong những ngày qua, và con chúc phước cho Vinny tiếp tục để Vinny có giọng thanh tiếng tốt và giọng nói rõ ràng ở trong những ngày tới. Xin Chúa cho cháu có được gân cốt cũng được co giãn tốt đẹp để cháu có thể đi đứng bình thường. Chúng con cảm ơn Ngài. Con tin rằng những lời cầu nguyện đơn sơ của chúng con bởi danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, bởi những lần đòn mà Ngài đã mang trên thân thể của Ngài, cháu được chữa lành và cháu được phục hồi. Cháu sanh ra với những khiếm khuyết, nhưng mà cháu tin nhận Chúa thuộc về Ngài thì Đức Chúa Trời bổ khuyết cho cháu. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúc phước cho cháu để những ngày tới cháu được trưởng thành ở trong Chúa, trong đời sống thuộc linh. Bây giờ thì đã tốt nghiệp phổ thông rồi, rất là rảnh rỗi. Xin Chúa cho cháu có thời gian học đọc lời Chúa và cầu nguyện, tham gia các chương trình của hội thánh nhiều hơn. Còn chúc phước cho cháu Vinny và hội thánh nơi cháu sinh hoạt và gia đình của cháu. Con cầu nguyện Chúa ban ơn cho hội thánh được phát triển, công việc của Chúa được gây dựng, gia đình của cháu được hạnh phúc, được may mắn, được sống động ở trong Ngài. Con nguyện cho ba má cháu cùng cháu sẽ đi du lịch vào cuối tháng này, sẽ trở về vào trước July 4. Chúng con cầu nguyện cho chuyến đi Puerto Rico được phước hạnh ở trong chuyến đi tới, và Chúa cho cả gia đình được phước, được may mắn, được hạnh phúc ở trong tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con xin giao phó cháu Vinny và vọng canh ở trong tay của Ngài. Những gì cầu nguyện cho Vinny, chúng con cũng mong Đức Chúa Trời ban ơn cho vọng canh của chúng con giống như vậy. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn. Vâng, giỏi quá Vinny, lịch sự ha. Cầu nguyện xong rồi cảm ơn cho mục sư đồ ha. Chúa ban phước cho con nha. Chúa ban phước cho con. Amen. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ hát một bài hát mà sẽ là bài hát dành cho Liên đoàn Phụ nữ Baptist Việt Nam Bắc Mỹ sẽ hát ở trong đại hội sắp tới Atlanta. Chúng ta chúc phước cho chương trình đại hội và qua bài hát này mà tôi đã viết tặng cho Liên đoàn Phụ nữ Baptist Việt Nam. Thì chúng ta hát bài hát này nói về sự trưởng thành ở trong Chúa theo như Ephesos đoạn 4 câu 13. Cho đến chừng chúng ta thấy điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện Chúa cho dân sự của Ngài, cầu nguyện cho dân sự của Chúa được trọn vẹn, được trưởng thành. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, chúng ta tôn vinh Chúa bài hát này trước khi chúng ta bước sang cái phần cầu nguyện kế tiếp. Ngợi khen Chúa, nhờ ơn Chúa, đời con vững bước theo Ngài.
Hầu việc Chúa, truyền danh Chúa, ngày đêm có Chúa đi cùng. Lòng vui sướng vì được cứu, là Cha dâng dâng mỗi ngày, để con lớn mạnh trong ý muốn Chúa Cha. Hiệp nhau trong đức tin và nhân nghĩa, Giêsu con trời, nên bậc thánh nhân tâm thức pháp gia trọn vẹn của Giêsu. Hiệp nhau trong Chúa, ngợi khen Chúa, thiết tha cầu xin. Chúng con được trưởng thành trong Chúa mỗi ngày, yêu Chúa hơn. Ngợi khen Chúa, nhờ ơn Chúa, đời con vững bước theo Ngài. Hầu việc Chúa, truyền danh Chúa, ngày đêm có Chúa đi cùng. Lòng vui sướng vì được cứu, lời Cha vẫn dắt mỗi ngày, để con lớn mạnh trong ý muốn Chúa Cha. Hiệp nhau trong đức tin và nhân nghĩa, Giêsu con trời, nên bậc thánh nhân tâm thức pháp gia trọn vẹn của Giêsu. Hiệp nhau trong Chúa, ngợi khen Chúa, thiết tha cầu xin. Chúng con được trưởng thành trong Chúa mỗi ngày, yêu Chúa hơn. Hiệp nhau trong đức tin và nhân nghĩa, Giêsu con trời, nên bậc thánh nhân tâm thức pháp gia trọn vẹn của Giêsu. Hiệp nhau trong Chúa, ngợi khen Chúa, thiết tha cầu xin. Chúng con được trưởng thành trong Chúa mỗi ngày, yêu Chúa hơn. Chúng con được trưởng thành trong Chúa mỗi ngày, yêu Chúa hơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Mỗi ngày mà chúng ta yêu Chúa hơn á, là chúng ta đang lớn lên trong Chúa về đức tin và lòng yêu mến Chúa về đức tin của chúng ta. Nên chúc mừng quý vị nha, mỗi ngày chúng ta yêu Chúa hơn. Chúng ta yêu Chúa hơn, chúng ta mới có mặt trong vọng canh này, phải không ạ? Dĩ nhiên chúng ta cũng có trong những cái buổi nhóm khác mà quý vị sẽ không biết quý vị tham gia vào những cái buổi nào. Nhưng ít nhất ở trong cái buổi nhóm cầu nguyện mỗi sáng mà chúng ta thấy nhau là chúng ta vẫn còn ở trong đức tin và chúng ta vẫn yêu Chúa. Cho nên chúng ta mới có mặt ở đây, chúng ta được lớn lên ở trong nhà của Chúa. Và cái vọng canh là nơi để chúng ta được biết các thông tin và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Thật là phước hạnh. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần cầu nguyện kế tiếp cho các chánh phủ hiện nay. Trở lại với cái thông tin hồi nãy mà chúng ta cầu nguyện cho chương trình cửa sổ 10/40. Thì chúng ta cầu nguyện cho mỗi một cái quốc gia, những cái chánh phủ ở đó. Thì Việt Nam đã có Bộ trưởng Công an rồi quý vị. Hồi sáng này thì tôi xem cái thông tin trên báo chí thì thấy tôi không có nhớ tên của cái người Bộ trưởng Công an là họ đã bổ nhiệm rồi. Thành ra là Việt Nam cũng đang từng bước để mà trở lại ổn định. Và có ổn định thì mới có phát triển về kinh tế và chính trị được. Tuy nhiên chúng ta cầu nguyện cho các chánh thể, các chánh phủ hiện nay, thì cầu nguyện Chúa để cho họ sớm mở lòng để nhận biết Đức Chúa Trời như Việt Nam chúng ta qua nhiều thời kỳ. Nhất là sau 75 cho đến nay thì cũng có mở cửa cũng khá rồi đó. Cho nên việc họ mở cửa cho các hội thánh, cho công việc của Chúa cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên chúng ta cầu nguyện không chỉ là họ mở cửa nhưng mà họ cũng mở lòng nữa. Chúng ta cầu nguyện cho chính phủ Việt Nam, những người lãnh đạo đất nước, như là bốn người lãnh đạo đất nước mà chúng ta được biết. Những người lãnh đạo này tôi đã chiếu lên cho quý vị và tôi cũng muốn có cái thông tin rõ ràng hơn. Thì những người này xin Chúa cho những người lãnh đạo đất nước như ông chủ tịch nước là ông Tô Lâm, rồi ông tổng bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng, và rồi còn hai vị nữa, xin cầu nguyện cho họ để họ lãnh đạo đất nước, và họ với 4 triệu đảng viên nữa quý vị, 4 triệu đảng viên cũng được nghe tin lành của Ngài. Và sau khi chúng ta cầu nguyện Chúa cho những người lãnh đạo đất nước Việt Nam, thì chúng ta cũng nhớ cầu nguyện Chúa cho
đất nước Hoa Kỳ ở trong cái năm bầu cử rất là quan trọng. Đây tôi đang chiếu lên cho quý vị những người lãnh đạo mà chúng ta cần phải nhớ tên họ để chúng ta cầu nguyện. Đây quý vị ha, là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ha quý vị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Nếu mà không để lên thì chúng ta sẽ không tài nào nhớ được hình ảnh của họ để cầu nguyện đâu. Không biết họ là ai nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm là những người chúng ta nêu lên để chúng ta cầu nguyện cho bốn người đứng đầu đất nước Việt Nam, Quốc hội Việt Nam nữa quý vị, và cầu nguyện cho 4 triệu đảng viên. Trong đó có cảnh sát, những người đứng đầu trưởng ngành, bộ trưởng vân vân. Ta cầu nguyện cho tất cả những người này để mở lòng với phúc âm của Chúa. Cầu nguyện Chúa cho, sau đó thì chúng ta đến với nước Mỹ, chúng ta cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ. Ở trong thời điểm này, xin Chúa nhớ tới đất nước này, nhớ đến người đang lãnh đạo đất nước. Chỉ còn vài tháng nữa thôi thì ông sẽ xong cái nhiệm kỳ của ông. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện để có một người tốt hơn Joe Biden để lãnh đạo đất nước. Chúng ta cũng nghe những thông tin trong những ngày qua, thì chúng ta tổng hợp lại những thông tin đó để chúng ta cầu thay cho nước Mỹ. Nhớ tới ông cựu tổng thống Donald Trump, xin Chúa cho những cái cuộc gọi như là lên kết án ông ta, và đang nói rằng chúng ta cũng đang biết rằng ông cựu tổng thống này đang cùng với những luật sư của mình để lật lại những cái lời kết án buộc tội bởi cái tòa án New York. Và những cái thuận lợi đang đến với ông. Hiện nay thì những cái sự ủng hộ cho cựu tổng thống này đang tăng lên rất cao ở trong người Mỹ. Cho nên chúng ta cùng với nhau hiệp một cầu nguyện cho đất nước này trên tinh thần của lời dạy của Chúa ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 3. Trên hết mọi sự đó thì sứ đồ Phaolô dặn rằng hãy cầu nguyện cho mọi người quý vị lấy đời yên ổn mà sống. Rồi cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước, những bậc cầm quyền đó. Thì có người sẽ hỏi lý do là tại sao quý vị cầu nguyện cho những người lãnh đạo, thì bởi vì Kinh Thánh dạy. Chúng ta khỏi cần phải giải thích dài dòng, bởi vì Kinh Thánh dạy ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 2. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, rồi kêu vang tạ ơn cho mọi người. Không chỉ là cầu nguyện mà còn cầu xin nữa, rồi kêu vang nữa, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Làm gì làm? Hãy mà cầu nguyện cho các bậc cầm quyền thì đó là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Chúng ta cầu nguyện rồi sau đó chúng ta sẽ cùng hiệp một với chấp sự Thiên Ân, sẽ mời Thiên Ân cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, những người lãnh đạo đất nước Việt Nam, để họ là có mở lòng để trở nên Đức Chúa Trời trở lại với nước Mỹ, và Đức Chúa Trời bước vào đất nước Việt Nam làm Chúa, làm chủ đất nước quê hương của chúng ta, cho tin lành được giảng rao một cách tự do ở quê hương chúng ta. Như lời cầu nguyện của bà nội sáng hôm nay cho truyền thông cũng ở chung quanh các vấn đề chúng ta nêu lên đó quý vị, để giảng tin lành mà thôi. Cảm ơn Chúa. Vâng, chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện quý vị. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con kêu cầu danh của Ngài cho đất nước của chúng con, cho những người lãnh đạo. Buổi sáng hôm nay chúng con có 120 phút cầu nguyện, thật là phước hạnh. Thời gian trôi rất nhanh, bởi vì chúng con có rất nhiều nan đề, các vấn đề để kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa về lòng yêu mến Chúa của anh chị em đã kết nối với nhau lại trong sự cầu nguyện mỗi buổi sáng này. Xin Chúa cho chúng con được trưởng thành trong Chúa mỗi ngày, như lời của bài hát mà chúng con vừa mới hát. Chúa ơi, chúng con đến với Chúa và cầu nguyện sáng hôm nay cho đất nước Việt Nam của chúng con, cho người lãnh đạo đất nước, cho bốn vị lãnh đạo đất nước hiện nay, người đứng đầu đất nước của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa nhớ tới những người này, nên cho họ có cơ hội để nghe tin lành của Ngài. Chúa ơi, lòng của các vua trong tay của Ngài, họ nói cách khác rằng lòng của bốn người lãnh đạo Việt Nam này ở trong tay của Đức Chúa Trời khác nào dòng nước chảy. Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài. Chúa ơi, phải Đức Chúa Trời khiến cho lòng của họ xoay về Ngài, đó là công việc của Ngài. Và con cầu nguyện cho điều đó mau đến ở trên ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Con cầu nguyện cho điều đó mau đến trên ông Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, và xảy ra cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như ông Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm. Những người này đang là những người lãnh đạo quan trọng ở Việt Nam, và Chúa dạy chúng con rằng hãy cầu nguyện cho họ. Chúng con cầu nguyện xin Chúa mở tâm trí họ, vì cũng là con người trong tích tắc,
là con người. Và chúng con biết điều gì có thể xảy đến trong tích tắc, trong nháy mắt. Cho nên xin Chúa thương họ, xin Chúa cho lòng của họ được mềm mại để lắng nghe, để trở lại với tín lành, thú tâm của Chúa Giêsu. Và đó là con đường duy nhất để đem đất nước đến sự hùng mạnh, sự mạnh mẽ. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Ngợi khen Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Cha Thánh của chúng con ơi, sáng hôm nay chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa ơi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Ngày này chúng con cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ngài hiện diện và ban ơn cho chúng con. Chúa lắng nghe lời cầu nguyện chúng con dành cho đất nước của chúng con. Rồi Chúa nhớ đến 4 triệu đảng viên, Chúa nhớ đến những người lãnh đạo đất nước, những người ở bộ trưởng, những người đứng đầu ngành, để cho họ có cơ hội để nghe tin lành của ngài. Con cầu nguyện cho Chúa ơi, tin lành của Chúa được giảng rao ra giữa quốc hội nữa. Con cầu nguyện cho nước Mỹ, con cầu nguyện cho nước Mỹ trở lại với Đức Chúa Trời ở trong những năm tới đây. Trong năm nay, một năm rất quan trọng của bầu cử, con cầu nguyện để cho cuộc bầu cử không còn bị đánh cắp nữa. Con cầu nguyện cho cuộc bầu cử không còn bị gian lận nữa. Xin Đức Chúa Trời bính vực nước Mỹ, ngài bính vực cho cựu tổng thống Donald Trump với những cái cáo buộc, với những cái tội chết án trọng tội, với 34 tội danh mà chưa bao giờ có một cái phiên tòa xảy ra như vậy. Và nó gây nên tổn hại cho nền công lý, cho nền đạo đức của đất nước Hoa Kỳ này, làm một cái chớ cười chê đối với các dân đang ở chung quanh đất nước này, ở nhìn về nước Mỹ. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời thương xót đất nước này. Con cảm ơn ngài nhiều lắm. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện dâng lên cho Chúa đất nước Hoa Kỳ này. Xin Đức Chúa Trời làm Chúa làm chủ, như là cầu nguyện của 90 triệu cơ đốc nhân hiện nay dành cho đất nước này. Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta hãy ý với chấp sự Tiên Ngân mà chấp sự cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ và các chánh thể hiện nay, đặc biệt như Việt Nam của chúng ta nữa. Xin mời chấp sự Thiên Ân cầu nguyện. Lạy Cha, giờ này chúng con đến với Ngài trong danh của con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, quyền năng của chúng con. Cha, chúng con biết rằng tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Jesus Christ luôn luôn là được chấp thuận. Cha, nên ngay giờ này chúng con biết rằng ý muốn của Ngài là cho mọi người đều được cứu và không ai bị chết mất. Và giờ này chúng con hướng về quê hương chúng con, về đất nước Việt Nam của chúng con. Trời, và chúng con hướng về những người lãnh đạo đất nước Việt Nam chúng con, như là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước là ông Tô Lâm. Trời, và chúng con cầu xin Chúa mở đường, xin Ngài gửi tượng, gửi khải tượng, gửi các chiêm bao, gửi người trời, để cho họ có cơ hội được nghe tin lành nơi chỗ làm việc của họ. Chơi, chúng con biết rằng Chúa chúng con rất quyền năng và Ngài rất khôn ngoan, và Ngài có thể sử dụng những người cùng làm việc cùng cái bực với họ để họ có cơ hội được nghe tin lành của Ngài. Chơi, và chúng con cầu xin Chúa sử dụng họ trong những ngày sắp tới. Chơi, khi họ nghe được tin lành của Ngài, khi họ mở rộng với tin lành của Ngài và tiếp nhận tin lành của Ngài, thì đất nước Việt Nam chúng con có cơ hội được phát triển và nhiều người được biết đến Chúa. Cha, chúng con cũng cầu xin Chúa cũng gửi tin lành của Ngài đến với 4 triệu đảng viên làm ở dưới họ nữa. Cha, là những người làm ở trong chính quyền, trong nhà nước. Chúng con cầu xin Chúa sử dụng hội thánh của Ngài, cha, là những người mà Chúa cứu, là những người thân, người quen của những con người làm ở trong chính quyền này. Chơi, chúng con biết rằng Chúa chúng con, Ngài âm thầm cứu rất là nhiều người vào vương quốc của Chúa. Xin Chúa cho con dân của Chúa mạnh mẽ, bày tỏ tình yêu, bày tỏ về niềm tin của mình. Chơi, bởi vì chúng con biết rằng trong thời Chúa Giêsu, với những người họ đã tin Chúa, nhưng bởi vì họ sợ mất quyền lợi của mình và họ không dám bày tỏ về Chúa cho người khác. Và khi chúng con chối Chúa thì Chúa cũng sẽ chối chúng con. Khi chúng con tiếp nhận Chúa và bày tỏ về Ngài thì Ngài cũng bày tỏ về chúng con. Chơi, xin cho chúng con là những người tin Chúa và chúng con tin Chúa thật lòng. Bởi vì chúng con biết rằng khi chúng con lìa trần gian này thì chúng con sẽ ở với Chúa đời đời. Nên xin cho chúng con là những người biết điều đó, và chúng con cầu xin Chúa cho hội thánh của Chúa là tất cả những người tin nhận Ngài, cho nhất là đất nước Việt Nam chúng con, là những người thân, người quen với trong gia đình những người Chúa cứu ở làm trong chính quyền ở đất nước Việt Nam. Chơi, xin Chúa sử dụng hội thánh của Ngài, chơi, để tiếp tục rao giảng tin lành của Ngài. Bởi vì nếu không có người giảng thì làm thế nào người ta nghe được, chơi? Và nếu mà không có tin thì làm thế nào giảng được, chơi?
và nếu mà không có người gửi thì làm sao họ họ giảng được. Cho nên chúng con cầu xin Chúa sử dụng con dân của Ngài, hội thánh của Ngài, bởi vì tin lành của Chúa cần phải được rao giảng qua những người tin cậy Ngài, học biết lẽ thật lời Ngài chơi. Và nếu mà không học biết lẽ thật, làm thế nào giảng cho đúng chơi, nên chúng con cầu xin Chúa sử dụng hội thánh của Ngài để rao giảng tin lành của Ngài một cách tích cực chơi đất nước Việt Nam chúng con. Và chúng con tin rằng trong những ngày sắp tới, khi nhiều người ở trong chính quyền làm việc và họ đã mở rộng với tin lành của Ngài, thì chúng con biết rằng có nhiều sự thay đổi và họ sẽ không còn bắt bớ hội thánh của Ngài nữa chơi, và họ sẽ cho sự tự do giảng tin lành. Chúng con tin vào điều đó bởi vì chúng con biết rằng Chúa chúng con là đấng lớn lao. Chúng con không trông cậy vào con người, chúng con không trông cậy vào chính quyền, nhưng chúng con trông cậy vào Chúa Trời toàn năng của chúng con, là đấng có thể thay đổi mọi hoàn cảnh chơi. Và chúng con biết rằng Chúa chúng con là đấng tốt lành, và Ngài muốn cho nhiều người đều được cứu, mọi người đều được cứu chơi và không ai bị chết mất. Nhưng mỗi một chúng con trên đất này, chúng con có quyền tự do để lựa chọn Ngài. Nhưng xin cho chúng con chọn Ngài rồi thì chúng con không còn quyền tự do để sống cho bản thân của chúng con nữa chơi. Bởi vì nếu chúng con còn quyền tự do để sống cho bản thân, cho đời sống riêng của chúng con, thì chúng con ở ngoài chương trình của Ngài, ở ngoài ý muốn của Ngài chơi. Nên chúng con cầu xin Chúa cho hội thánh của Chúa luôn luôn chọn Chúa và chọn ý của Ngài, qua lời của Ngài, qua sự dạy dỗ của Ngài, thì chúng con sẽ sống ở trong ý muốn của Ngài chơi. Bởi vì trong vương quốc Chúa không có ý riêng, không có bất cứ ý của con người nào đặt đẩy cao hơn ý của Ngài hết. Cho chúng con nhận biết điều đó, để khi chúng con sống và chúng con đi theo Ngài, thì Chúa là Chúa của đời sống chúng con. Bởi vì nếu Chúa không phải là Chúa của đời sống chúng con, thì chúng con luôn luôn đặt đẩy mình, ý mình, đời sống mình, quyết định của mình. Nhưng chúng con biết rằng Chúa vẫn là Chúa của chúng con, thì chúng con sẽ đặt ý Chúa, việc làm của Chúa và tất cả những điều gì chúng con cũng hướng về Chúa để bày tỏ tin lành của Ngài. Thì chúng con cầu xin Chúa làm điều này trên đất nước Việt Nam chúng con. Chúng con cũng hướng về đất nước Hoa Kỳ cho vấn đề bầu cử trong những ngày sắp tới trời. Chúng con cầu xin Chúa tiếp tục cũng sử dụng hội thánh của Ngài là những người yêu mến Ngài trong phương diện chính trị trời. Xin Ngài chúc phước, xin Ngài mở đường và xin Ngài ngăn trở vấn đề bầu cử giả dối và tất cả những điều sai trật. Xin Ngài lội nó ra trong những ngày sắp tới. Chúng con biết rằng ma quỷ là cha của kẻ nói dối, thì thường thường sử dụng những điều dối trá để chống nghịch lại với lẽ thật chơi, là lời của Chúa trời. Con cầu xin Chúa tiếp tục sử dụng hội thánh của Ngài là những con người đang làm trong chính quyền và vấn đề bầu cử. Chúng con cầu xin Chúa sử dụng họ để ngăn trở những điều sai trật để trong cái sự bầu cử sắp tới đây. Chúng con tin rằng Chúa chúng con là đấng tốt lành, và chúng con trông đợi Chúa thay đổi đất nước Hoa Kỳ này tốt hơn, và cho những người yêu mến Chúa được đặt đẩy trong những vị trí chính quyền và bao gồm tổng thống ở trời. Con biết Chúa chúng con là đấng tốt lành, và chúng con trông đợi những ngày tốt lành của Ngài. Chúng con biết rằng chúng con không bị hụt hẫng khi chúng con có Chúa, bởi vì khi chúng con có Chúa thì chúng con ở trong hoàn cảnh nào chúng con cũng được phước. Chúng con ở trong hoàn cảnh nào chúng con cũng thấy vui lòng. Chúng con ở trong hoàn cảnh nào chúng con cũng sẽ tiếp tục hầu việc Chúa, bởi vì Chúa muốn chúng con hầu việc Chúa và thờ phượng Chúa. Gặp thời hay không gặp thời, chúng con cũng hướng về Ngài chơi, bởi vì đời này là tạm. Và bất cứ nơi lúc nào chúng con lìa trần gian này, chúng con biết rằng chúng con sẽ ở với Chúa đời đời. Và trần gian này chỉ là một thời gian ngắn mà Chúa cho chúng con có cơ hội để tiếp nhận Ngài, để sống cho Ngài. Bởi vì nếu chúng con không biết học sống cho Ngài trong hiện tại, thì làm thế nào chúng con có thể sống cho Ngài trong cõi đời đời chơi. Xin cho chúng con là những người tin Chúa, biết là Chúa là đấng tốt lành, và Ngài có chương trình tốt lành, và Ngài muốn cho chúng con kinh nghiệm những điều ở dưới đất này như là ở trời, có nghĩa là những gì phước hạnh trên trời, thì Ngài chúng con muốn chúng con kinh nghiệm dưới đất này trước khi chúng con về với Ngài chơi. Chúng con cầu xin Chúa chúc phước trên hội thánh của Chúa ở khắp nơi trên thế giới, để mỗi một chúng con hội thánh của Ngài là những người tin Ngài sẽ bày tỏ tình yêu của Ngài, bày tỏ quyền năng của Ngài, bày tỏ hình ảnh của Chúa là muối của đất và ánh sáng thế gian này, để nhiều người tin nhận Ngài chơi. Chúng con cầu nguyện tin Chúa là đấng lắng nghe lời cầu nguyện chúng con, bởi vì hai ba người nhóm họp lại nhân danh Chúa thì Chúa hiện diện chúng con và nghe lời cầu nguyện chúng con. Và khi chúng con cầu nguyện theo ý của Ngài, thì Ngài nghe lời cầu nguyện chúng con, và lời cầu nguyện chúng con đã được nhậm rồi chơi. Chúng con tin điều đó và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của chấp sự Thiên Ân và Vọng Canh. Chúng ta vừa mới bước sang phút thứ
8 giờ 16 phút. Xin Chúa ở cùng tất cả chúng ta và ban ơn cho tất cả chúng ta trong ngày mới. Xin Chúa cùng quý vị ha. Chúa bye bye quý vị. Chúa bạc ơn mọi người. Bye Tiết Hương. Bye bà nội.